Kính thưa quý vị, tôi là Stephen Dew, là một người thiện nguyện viên cho Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử Việt Nam. Trong buổi hội hôm nay, tôi có được hân hạnh phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đức Tuệ, có tên viết sách là viết văn là Việt Nguyên, sống tại thành phố Houston. Đây là một trong những phần của cái chương trình 500 lịch sử truyền thống hoặc lịch sử truyền khẩu của người Việt Nam tị nạn tại nước Mỹ. Và bây giờ tôi xin giới thiệu quý vị bác sĩ Nguyễn Đức Tuệ. Kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Tuệ. Tôi cũng là nhà báo, nhà văn Việt Nguyên, phụ trách cột mục từ bản viết Houston trên báo Ngày Nay. Tôi là bác sĩ y khoa đã hành nghề ở Houston từ năm 1983 cho đến nay, và phần chuyên môn về y khoa của tôi là bác sĩ cấp cứu tại các bệnh viện. Chào bác sĩ Tuệ. Trước khi mở đầu vào chương trình, xin bác sĩ có thể cho tất cả thính giả, khán thính giả biết một tí về bác sĩ, tuổi tác và gia đình bác sĩ hiện bây giờ. Năm nay tôi gần 61 tuổi. Tôi sinh ngày 11 tháng 7 1950 tại Sài Gòn. Nhưng mà nguyên quán của gia đình tôi là ở ngoài Nghệ An. Thì sau đó thì tôi học trường tiểu học Phan Đình Phùng. Sau khi đó lên trường trung học thì nhất cấp Trần Lục từ năm 1961 đến 1965. Sau đó từ 1965 cho tới 1968 tôi học trường Trung An, tốt nghiệp trường Trung An. Sau 1968 cho tới 1975 là 7 năm học y khoa. Năm 1974 cho tới năm 1977 tôi là bác sĩ nội trú giải phẫu khu ung thư Bệnh viện Bình Dân cho tới năm 1977 tháng 10 tôi rời Việt Nam vượt biên và đi tới đảo Tulabesa, Mã Lai. Sau 3 tháng rưỡi ở trại tị nạn Mã Lai thì tôi đi tới định cư thành phố đầu tiên ở Hoa Kỳ là Portland, Oregon. Lúc đó là 31 tháng 3 năm 1978. Ở Portland, Oregon, sau khi học những bằng hành nghề thì bắt đầu được hành nghề trở lại, tôi đi qua tiểu bang Louisiana đến một cái thành phố gọi là Independence, làm trong nhà tư Larry Kemp Charity Hospital, bác sĩ cấp cứu một năm. Sau thời gian một năm tôi được vào bác sĩ thường trú, tức là resident, ngành cấp cứu y khoa ở nhà thương Shirley Hospital New Orleans, thuộc đại học Tulane ở New Orleans. Sau khi tốt nghiệp năm 1982, tôi đi lên Cleveland, Ohio làm bác sĩ diễn giảng ngành cấp cứu bệnh viện Mount Sinai, Cleveland, Ohio. Sau 1983 thì tôi về Houston, lập nghiệp ở Houston, vừa hành nghề y khoa gia đình và vừa làm bác sĩ cấp cứu tại các bệnh viện Spring Branch Memorial 20 năm, từ năm 1983 đến 2003. Sau đó là bệnh viện San Jose từ 1997 đến 2007, và hiện nay là bệnh viện St. Luke's. Về gia đình cho thấy trong cái quá trình hoạt động, tôi cũng ngoài cái chuyện học, tôi cũng có hoạt động. Thứ nhất là cái hồi ở trong y khoa đó thì tôi là chủ tịch ban đại diện y khoa APM. Lúc mà tôi ở trường trung học á, tôi cũng là ban đại diện trường Trung An. Song song với những hoạt động đó, tôi cũng đi hướng đạo trong 10 năm, từ năm 1962 đến 1972, và tôi là trưởng hướng đạo. Tôi là liên đoàn trưởng liên đoàn Chương Dương và phó đạo trưởng đạo hướng đạo Bình Thang năm 1972. Cùng lúc đó tôi cũng là hội viên hội Hồng Tập Tự Việt Nam từ 1968 cho tới 1975. Để Stephen hỏi anh về một cái vấn đề, trong cái thời gian mà năm 1968, lúc đó anh cũng là một thanh thiếu niên, thì cái lúc đó cũng rất là lộn xộn ở nước Việt Nam, ở miền Nam Việt Nam trong cái Tết Mậu Thân. Anh có thể chia sẻ một tí gì về cái kinh nghiệm và cái tư tưởng của anh trong cái lúc mà Tết Mậu Thân, và lúc đó anh đang ở đâu? Năm 1968 là năm Mậu Thân, là một trong những biến cố quan trọng nhất của đất nước.
thì lúc đó tôi làm ban điều dưỡng trường Chuông An. Lúc đó là Tết Mậu Thân thì có chuyện mà bị cộng trà trộn vào trong miền Nam đó, rồi nó gọi là cuộc tổng nổi dậy. Thì hồi đó mình thuộc về thành phần sinh viên, nhưng mà sinh viên quốc gia đứng hẳn với ngược lại với sinh viên của đám mặt trận giải phóng khi mà miền anh Nam. Ở trường Chu Văn An, tức là lúc đó anh đang học lớp mấy vậy? Lúc đó là năm đệ nhất, năm 1968. Thành ra hồi đó mình cũng hoạt động, ví dụ như là coi những cái trại tị nạn. Khi mà người ta chạy về, trong trường Chu Văn An cũng có những trại tị nạn để săn sóc những người trại tị nạn mổ thân. Thì hồi đó anh em Chu Văn An đó, tôi làm ban đại diện thì mình cũng đứng thành trưởng ban những cái trại tị nạn ở trong trường. Tức là anh lo về vấn đề giúp đỡ những người tị nạn là về y vấn tế đề xã hội. Yeah. Với lại năm đó cũng là hướng đạo nữa. Thành ra một mặt á, mình cũng có hoạt động xã hội ở trong trường Chu Văn An, và một mặt ở trong trường trong hội hướng đạo năm 1968. Năm 1975, 30 tháng 4, anh có thể chia sẻ lúc đó anh đang ở đâu, và khi mà miền Bắc, tức là quân đội Hà Nội vào, thì cái cảm tưởng của anh ngay lúc đó như thế nào? Tôi có viết rất nhiều bài về chuyện mà 30 tháng 4, 75, trong đó từ bản viết hiếu sinh cũng có, hay là tự do trên biển máu cũng có, và sau đó có dịch qua cái cuốn Vietnamese Mayflower 1975. Lúc đó là tôi là bác sĩ nội trú bệnh viện bình dân khu giải phẫu, và tôi là một trong những người mà chứng kiến cảnh cảnh gọi là quân Bắc Việt với quân mặt trận giải phóng đi vào đường giờ, thống nhất. Trước khi mà anh nói, để cho tất cả khán thính giả khi mà họ nghe cái những cái lời nói của anh có thể cho biết cái vị trí của bệnh viện Bình Dân lúc đó ở trong Sài Gòn, nó nằm ngay chỗ nào? Bệnh viện Bình Dân nằm ở trên đường Phan Thanh Giản, đường gần đường Cao Thắng, tức là gần khu, đó là gần khu vườn chuối. Bệnh viện Bình Dân là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất về giải phẫu miền Nam lúc đó. Thì lúc đó tôi là bác sĩ điều trị, bác sĩ nội trú em đó. Nhưng mà sau khi mà mình nghe Dương Văn Minh đầu hàng thì lúc đó là chắc là cũng máu nhà báo đó, rồi nó nổi lên thì đi lang thang đi ra tới đường Thống Nhất, chứng kiến cái cảnh xe tăng đi vào đại lộ Thống Nhất. Anh nói về cái ngày 30 tháng 4 hay là anh nói trước cái ngày 30 tháng 4? Đúng cái ngày 30 tháng 4. 30 tháng 4 là lúc đó anh đang ở trong bệnh viện. Trong bệnh viện, mình bỏ bệnh viện, lấy xe Honda đi vòng Sài Gòn, đi ra tới đại lộ Thống Nhất, chứng kiến đoàn xe tăng đi vào đường Thống Nhất. Thì cái lúc đó anh có thể cho biết cái cảm tưởng của anh như thế nào? Tôi buồn, vui hay là có những cái thắc mắc? Lúc đó là lúc mà cảnh hỗn loạn, mà khi mà chứng kiến đoàn xe tăng vào Dinh Độc Lập rồi đó, ai cũng có một cái cảm giác là sững sờ. Tôi có tả lại là hồi đó hai anh em chở nhau chiếc xe Honda nhìn đoàn xe tăng vào, thì chính cái đoàn xe tăng của mặt trận giải phóng miền Nam nó đi tới còn khoảng một lốc đường của Dinh Độc Lập, mà người ta cũng không biết là người ta đi vô Dinh Độc Lập, người ta ngồi trên xe tăng cầm súng nhìn xuống tất cả những người mà chứng kiến đứng hai bên hai đường đó, người ta hỏi có phải đường này vào Dinh Độc Lập hay không. Nó có những cái ngớ ngẩn lịch sử như vậy, và hồi đó chỉ có đúng có một ông phóng viên Nhật đứng bên kia đường để quay phim cảnh mặt trận giải phóng vào thôi. Anh có thể cho biết lúc đó là anh có gia đình hay là anh độc thân? Lúc đó tôi còn độc thân. Okay. Và là một người bác sĩ hành nghề ở miền Nam Việt Nam, từ trước ngày 30 tháng 4 1975 cho đến ngày 30 tháng 4 1975, anh có cái cơ hội nếu mà anh muốn rời nước Việt Nam trước đó hay không? Lúc đó là ông anh thôi. Ông anh lớn, ông đã đi từ ngày 23 tháng 4, 75 một tuần trước. Hồi đó gia đình tôi cũng có nhiều phương tiện, có nhiều liên hệ, mình cũng có thể đi được. Và nhưng lý do mà sao? Lý do ở lại đó là lúc đó ông bố cũng già, mẹ cũng già, và không ai muốn rời Việt Nam hết. Cho nên khi mà mấy ông anh lớn tôi đi rồi đó, thì tôi quyết định ở lại. Và sau đó khi mà hai anh lớn đi học tập đó, tôi là người ở lại để chăm sóc cha mẹ.
Hồi đó đi thì cái lý do nặng nhất là lý do gia đình. Yeah. Và là một người bác sĩ trong cái thời gian sau 1975, 30 tháng 4, tức là dưới cái chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì như hồi nãy anh nói là anh bỏ nước đi, vượt biên từ năm 1977 hay 78, thì cái lý do gì thúc đẩy anh phải bỏ nước đi sau khi là một người bác sĩ chắc là rất được trọng dụng trong cái thời sau 1975, thì lý do gì đã làm cho anh phải bỏ nước đi và phải đi vượt biên? Thì khi mà bỏ ra đi sau 75 đó, cũng có hai vấn đề. Một là vấn đề chung, tình trạng chung và tâm trạng chung của các bác sĩ. Thứ hai đó là về hoàn cảnh gia đình. Cái chuyện mà tình trạng chung của bác sĩ hồi đó, thì nói mà trọng dụng thì không có đúng đó. Có những bác sĩ mà lớn hơn chúng tôi, những bác sĩ mà lúc đó là phục vụ trong quân đội, tất cả đều phải đi học tập cải tạo giống như những người khác. Lấy một cái ví dụ như trong nhà thương Bình Dân, thì tất cả những giáo sư mà hồi đó dính trong quân đội đều phải đi hết. Ở trên chỉ có những giáo sư lớn tuổi như giáo sư Phạm Biểu Tâm, giáo sư Trần Ngọc Ninh là những người không đi lính, và những người đã đứng trên cái cương vị lớn. Ngày xưa đó, ở ngoài Đại học Hà Nội đi vào trước năm 1974, thì trên là những thầy đó, dưới chúng tôi những bác sĩ còn nội trú đó, để giữ cho cái bệnh viện hoạt động. Và ngoài Bắc chúng ta gửi vào những thành phần lãnh đạo là những thành phần bây giờ ai cũng rõ là thành phần không có chuyên môn, những thành phần y sĩ đó, hoàn toàn không có chuyên môn, chỉ biết về hành chánh thôi. Và ngay cả những bác sĩ miền Bắc vào nữa, người ta chú trọng về chính trị nhiều hơn chuyên môn, người ta nói hồng thắm hơn chuyên. Cho nên vào cái số bác sĩ còn lại rất là bất mãn. Tức là cái tâm trạng chung của tất cả những người bác sĩ. Tâm trạng chung của bác sĩ đó. Thành ra hồi đã chính giới bác sĩ thì đỡ hơn các giới khác, nhưng mà không có cái chữ trọng dụng. Ngoại trừ một thiểu số, mình gọi là thành phần 34, đi hẳn bên kia làm những chuyện để bên phía những người thắng cuộc hài lòng. Còn tất cả những người ở lại đều như vậy cả. Còn lý do riêng đó là gia đình, mà nó cũng thành lý do chung nữa. Gia đình nào cũng thiếu thốn, gia đình nào cũng không có đầy đủ về phương tiện vật chất. Như tôi lúc đó thì sau 75 mình lập gia đình, thì chỉ có cháu nhỏ mấy tháng, mình cũng không có được đủ sữa, đủ gạo, đủ ăn để nuôi cháu. Và nhìn cái tương lai rõ ràng là cả miền Nam không có, mà cả tương lai gia đình mình cũng không có. Một cái tương lai tối đen. Một cái tương lai tối đen. Là một người bác sĩ trong cái thời gian sau 1975 tại miền Nam Việt Nam, anh có thể chia sẻ những cái gì mà đặc biệt với tất cả các khán thính giả, nếu mà họ nhìn lại cái quá trình lịch sử và qua cái cặp cái quan niệm và cái quan sát của anh trong cái thời đó hay không? Thứ nhất là nếu mà mình muốn được sử dụng trở lại, nhất là những bác sĩ mà đi học tập về đó, thì mình phải đi theo đúng chính sách. Và nó đưa tới cái hoàn cảnh là những người mà đi học tập về đó, anh ta phải làm những cái chuyện mà người ta hoàn toàn người ta không muốn. Có những người còn giữ được tư cách, có những người không giữ được tư cách. Những chuyện đó được kể lại trong sách vở. Và thứ hai đó là mình phải, những người mà không đi học tập đó thì ở lại cũng phải, mình cũng phải đáp ứng với cái tình thế, đáp ứng với cái hoàn cảnh. Ví dụ như mổ xẻ hồi đó thì mình không có cả thuốc mê, mình cũng thiếu cả chị, những cái chuyện đó mình phải làm. Và bệnh nhân đó, số bệnh nhân bao giờ nó cũng quá cái số giường bệnh của mình, và tất cả bác sĩ còn lại, mặc dù vì tinh thần y khoa, lời thề Hippocrates, nhưng mà mọi người đều thiếu cái phương tiện. Sau 1975, tức là sau khi mà Hà Nội vào miền Nam Việt Nam, anh có bị bắt đi học tập hay là đi trại tù nào hay không? Tôi ra trường đúng năm 1975, là chưa phục vụ quân đội. Nếu mà xảy ra vài tháng sau thì cũng giống như những anh em khác. Trước 1975 thì anh đã có phục vụ trong nhà thương, và sau 1975 anh cũng phục vụ trong nhà thương miền Nam Việt Nam. Thì anh có thể cho khán thính giả biết cái sự khác biệt giữa hai cái thời
một Việt Nam Cộng Hòa và sao nói, về vấn đề trị câu hỏi đúng ra đó là cái sự khác biệt giữa hai trình độ y khoa Bắc và Nam và dân chúng. Thì khi mà chiếm được miền Nam rồi thì dĩ nhiên là giờ mình ngồi nhìn lại thì về phương diện mà cai trị đó, về phương diện hành chính thì ta phải đưa miền Bắc vào. Thì ngay những ngày đầu tiên mình đã thấy ở cái y sĩ mà Mặt trận Giải phóng này là trình độ yếu rồi, nhưng mà ngay cả những y sĩ ngoài Bắc, bác sĩ ngoài Bắc, ngay cả những giáo sư chẳng hạn như giáo sư nổi tiếng Tôn Thức Tùng, ông đi vào miền Nam thì tất cả đều ngẩn ngơ về cái tiến bộ của y khoa miền Nam. Mà tại vì trước năm 1975, phái đoàn AMA đó, American Medical Association, đã gửi người qua Việt Nam huấn luyện. Chúng tôi là những người thế hệ 70, thì lúc đó là đã học chương trình của Hoa Kỳ rồi, giáo sư Hoa Kỳ qua dạy. Hồi đó những giáo sư như De Bucky là ông nổi tiếng ở Baylor mà ông đã mất rồi, thì hồi đó ông cũng có qua Việt Nam. Về mẫu tim, chính thầy của chúng tôi cũng qua Houston để học như thầy là. Thành ra cái trình độ y khoa của ngoài Bắc là một cái trình độ y khoa xã hội chủ nghĩa của Nga. Mà khi mà tôi qua đây năm 1979 đó, thì tờ EME hồi nó có viết về y khoa về Nga, nó đi sau y khoa Hoa Kỳ cả 50 năm. Thành ra miền Bắc ấy, hồi đó cũng thua miền Nam cũng khoảng chừng 50 năm. Dạ, về vấn đề y khoa mà trên phương diện của một người bác sĩ thì bác sĩ Tuệ mới vừa nói. Còn về vấn đề phục vụ cho dân chúng, tức là những người dân có được phục vụ tốt đẹp hay là cũng giống như là trước 1975 hay không? Và cái vấn đề mà cũng như hồi nãy bác sĩ có nói là về thiếu thốn đủ thứ hết, thì bác sĩ có thể chia sẻ nói một chung tí. Là tất cả vì phương tiện thiếu thốn và trình độ y khoa xuống, cho nên phục vụ dân chúng nó cũng xuống. Tại vì khi mà cái hai chuyện phục vụ về cái ngành y tế và y khoa nó đi đôi với nhau. Còn cái tổ chức y tế thì người ta cố gắng tổ chức theo cái tổ chức xã hội chủ nghĩa, rồi lập những cái tuyến này tuyến kia. Hồi xưa bệnh nhân có thể đi thẳng tới những nhà thương công nổi tiếng như là nhà thương Bình Dân, nhà thương Chợ Rẫy. Nhưng mà sau này đó thì người ta lập ra những y tế phường có đi những tuyến này tuyến khác rồi bị chuyển lên. Thành ra đối với người dân cái thời kỳ sau này đó, người ta cũng gặp nhiều khó khăn và người ta không có tin tưởng được những bác sĩ mà ở ngoài Bắc vào. Cho nên người ta muốn được chữa trị và muốn được phục vụ đó, người ta lại phải đi kiếm những bác sĩ miền Nam cũ. Mà bác sĩ miền Nam cũ lúc đó lại thiếu, là một phần mình đi vượt biên, một phần đi trước năm 1975 là đi học tập, phần ở trong phòng tập. Cho nên tất cả cái hệ thống y khoa và y tế hồi đó là một cái hệ thống rất là yếu và sụp đổ, thiếu thốn. Bây giờ mình đi qua cái vấn đề khác là anh có thể chia sẻ cái lúc anh đi vượt biên, anh đi tính toán như thế nào, và đi ở đâu, và ai đi chung với anh, cả gia đình anh chị em, vợ con, hay là chỉ có một mình anh thôi? Cái chuyến vượt biên của chúng tôi là một trong những chuyến vượt biên nổi tiếng đó. Nổi tiếng một phần là tôi cũng đã viết lại, một lần tôi viết trong tờ báo Nguyễn Hiếu Sinh và một lần tôi viết lại trong Tự Do Trong Biển Máu. Cái bài đó được dịch qua tiếng Mỹ của những người bạn tôi viết trong Vietnamese Mayflower 1975. Tại sao kêu là Mayflower? Thì bác sĩ Đặng Văn Chất đấy nghĩ là mình cũng giống như là cái hồi những người Mỹ trắng đầu tiên tới đây lập nghiệp cũng vượt đi qua bằng boat, bằng Mayflower, thì ông nghĩ là mình lấy cái Mayflower 75. Cái chuyến đi đó đi tới 42 ngày rồi. 42 ngày, bây giờ... 1977 đó đi tới hồi đó thì chính mình là một trong những người trong ban tổ chức. Và hoàn toàn cái chuyến này là mình đi thôi chứ không phải là đi bán chính thức. Mình đi tổ chức trốn bằng xà lan, đi lên lên, đi bắt đầu ngay cả từ sông Sài Gòn, từ Cầu Bình Triệu. Anh có thể cho biết là anh nói 42 người trong cái chiếc tàu, 42 ngày, bao nhiêu người trong cái chiếc tàu đó, và chiếc tàu đó anh có thể tả sơ sơ cái chiếc tàu đi đó? Nó buồn cười lắm, lúc đầu đi vượt biên bằng xà lan, tức là chứng tỏ là một sự tuyệt vọng lắm. Trong tất cả những chuyện vượt biển hồi đó ghi lại không ai đi bằng xà lan cả. Dạ, xà lan thì nếu mà dịch cho tiếng Anh á thì giống như cái ferry vậy đó không? Barge. Barge.
thì chiếc xà lan này đó rồi thì chiếc xà lan chở đồ, chở máy móc. Chiếc xà lan này chiếc xà lan quân, là xà lan của quốc gia đó. Cái lúc mà anh làm cái đó, anh cắp cái chiếc này đi. Yeah. Anh làm cái lúc đó anh có nghĩ rằng là anh có biết gì rồi về biển cả không, về ngoài biển như thế nào không? Không mà anh kiện đi đại hoàn toàn không biết gì về biển hết. Tức là làm đại đi đại lúc đó là mình tin tưởng của ông Thuận. Ông Thuận gọi là ông thuyền trưởng. Ông Thuận là ông lái chiếc xà lan này cho nhà nước, cho công ty quốc doanh, mà ông cứ chở đồ đó từ đó đi xuống Cà Mau. Lúc đầu ông đi ra Vũng Tàu thôi, thì sau đó tôi với ông Thuận ngồi bàn thì mình lấy chiếc tàu mà đi đường biên. Cái boss này làm có hẳn cái máy trên tàu và nó có thể đi được, nhưng mà lấy xà lan đi ra biển bằng cái máy đó là một chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà nếu mà mình sống ở trong cái hoàn cảnh đó thì mới hiểu cái người vượt biên đó là một cái người tuyệt vọng. Anh có vừa phải có can đảm vừa tuyệt vọng để mới đi vượt biên được. Thì bao nhiêu người trên cái tổng cộng là 150 người trên chiếc xà lan đó, có 60 đàn bà, 60 con nít, còn lại là 30 đàn ông. Và đây là những người mà hoàn toàn là những người quen với anh không? Đây là những người mà quen đó. Yeah. Quen với tôi, với ông Thuận, những người đấy mình họp lại mình chung tiền chung vàng để mình mua thực phẩm, mua xăng. Và anh có thể một vài phút anh có thể chia sẻ cái lúc mà anh đang thi hành cái kế hoạch vượt biên đó cho hồi đó chuyện. Thì tôi cứ đi họp với ông Thuận, mình chạy tới chạy lui, vừa làm việc trong nhà thương mà vừa đi. Thì lúc đó mình vẫn giao vàng để cho ông Thuận để lo mấy cái chuyện mà để đi đó, thì cứ đợi hoài chừng không thấy. Thì hóa ra là ông mới nói là không có đủ dầu. Thành ra lúc đó tôi mới bắt đầu nhúng tay vô cái chuyến đi này, thì tôi mới xúi ông làm một cái thông hành giả, một cái sự vụ định giả. Đầu tiên là sự vụ định giả thì đi lấy dầu đó, đi từ xuống cầu Tân Thuận đi lấy 15 thùng dầu. Mình đưa cái anh, nếu anh đọc lại câu chuyện này đó thì kể chuyện dài hơn. Yeah. Đưa sự vụ định giả vô trong cái kho đó để mà mình lấy dầu đi. Yeah. Rồi làm sao mà anh đưa 150 người xuống cái tàu và ngay trong thủ đô thành phố Hồ Chí Minh hay là thủ đô Sài Gòn? Đưa ngay xuống chỗ cầu Bình Triệu đó. Cầu Bình Triệu là cái chỗ mà Fatima đó có tượng Đức Mẹ. Thì cái chuyện xuống là cũng chuyện may mắn đó. Yeah. Ngay cái đó là ruộng mía. Rồi từ từ đưa người và mình lúc đó công an nó đi tới thì mình mới nói công an chúng tôi đi picnic ở trên sông thôi. À. Và cái phà mà anh nói đó là nằm ở trong bến Bạch Đằng, phải không? Sông Bé. Không, cái phà lúc đó mình đi về ngay cầu Bình Triệu. Cầu Bình Triệu. Đổ tức là bên cầu Bình Triệu. Tức là anh phải đi ra. Rồi đi từ đó đi qua cầu Bình Lợi. Và anh phải đi ra cửa sông. Ra cửa sông Sài Gòn, cửa sông Cần Giờ. Dạ. Yeah. Và mới đi ra ngoài biển được. Rồi, thì anh có thể cho khán thính giả biết một tí về cái vấn đề đó. Cái lúc đầu đi cũng hồi hộp lắm. Yeah. Bắt đầu khi mà đi ra cầu Bình Triệu rồi đó, thì nước nó còn cao, mình không đi qua được cái cầu Bình Lợi mà. Uh-huh. Trên cái sông đó mình phải đứng đợi từ khoảng chừng 10 giờ sáng cho tới 2 chiều rút xuống. Thì ở trên này đàn bà với trẻ em tất cả là núp ở dưới hầm xà lan hết. Còn mình với ông Thuận với mấy người mà lái tàu đứng trên. Ở trên thì bộ đội đi tới đi lui dòm ở trên đây, mình dòm xuống, nhưng mà bộ đội không có thể ngờ được là đi vượt biên bằng xà lan. 4 tiếng đồng hồ hồi hộp như vậy mới đi qua được cái cầu Bình Lợi. Mà có ai thắc mắc là một trong những người tài công đó là một người bác sĩ? Không ai thắc mắc. Không ai thắc mắc. Hồi đó tôi lúc khi đi đó tôi mặc đồ bộ đội. Áo bộ đội cùng bộ đội mang về. Okay. Thì tới 2 sáng mình bắt đầu ra được cái cửa Cần Giờ. Yeah. Rồi đợi tối hôm đó rồi mới bắt đầu cho tàu máy xà lan đi ra. Và đi được có chừng 4-5 ngày thôi thì cái xà lan nó bị hư máy. Xà lan hư máy rồi thì mình biết không ai biết sửa máy xà lan hết. Và đó là tại sao anh phải nằm ở ngoài biển 42 ngày. Lúc đó đi trôi qua đảo Cồn Sơn cũng suýt bị bắt nữa. Chứ mấy tàu bộ đội đi tuần đi qua nó thấy mà nó lại không bắt.
Nó cứ trôi như vậy đó. Nó cứ trôi như vậy, nó trôi được 7 ngày đó. Thì lúc đó mình đi tới gặp trời bão đó. Sóng bắt đầu đến Xà Lan, vào gần địa phận Thái Lan, rồi gặp một tàu đánh cá. Rồi hai người trên xà lan nhảy xuống, bơi một khoảng chừng một cây số từ cái xà lan đi qua chiếc tàu, gặp chiếc tàu, nắm cái lưới đánh cá. Thì lúc đó mấy người Thái Lan, thủy thủ Thái Lan mới chịu kéo lên, và sau đó đi cái tàu, đi tới tàu của mình để kéo tàu vào bờ. Tức là cái chiếc tàu của anh sau vài ngày được tàu Thái Lan kéo vào biên giới của Thái Lan. Kéo vào biên giới Thái Lan. Rồi. Kéo vào biên giới Thái Lan ngồi trên đó. Xong rồi cũng không cho lên. Lại bắt đầu cho đồ ăn thức uống, xong kéo đi lên vùng sông Kla. Tới vùng sông Kla đó, không cho lên. Thì cái ông tỉnh trưởng sông Kla kéo tàu ra khơi, chặt dây, thả xà lan trôi nổi. 10 ngày sau mới đi về trở lại, lại là thuộc Hải quân Thái Lan. Ông nói, tổng cộng lên lên như vậy đó là cả một tháng trời, là kéo tới kéo lui, nằm ngủ trên biển. Rồi khi mà đến Thái Lan rồi thì nó nói nó sửa tàu, nó nhập cái đoàn chúng tôi với lại một đoàn đánh cá khác, cũng khoảng 150 người. Thì nó trên tàu đánh cá lúc đó là khoảng 300 người. Và nó cũng kéo đi ra khỏi hải phận Thái Lan. Thì cái bốt đó lại chìm, lại kéo vô trở lại. Trong cái thời gian mà trong cái biên giới của Thái Lan cũng có rất là nhiều người Việt tị nạn qua đó và bị hải tặc cướp giật hãm hiếp. Thì chiếc tàu của anh có bị kém may mắn hay là được may mắn không có bị những cái... Cái tàu chúng tôi thì may mắn lắm, còn mình bị trôi nổi thôi. Nhưng mà không, cái là trôi nổi không chìm. Cũng không có bị những cái vấn đề. Không có bị hải tặc, không bị cướp, không gì hết. Okay. Và sau khi mà trôi ở trong cái hải phận của Thái Lan thì làm sao mà anh lại đi tới cái nước là Mã Lai? Thì nó sửa lại thuyền, nó sửa lại thuyền rồi nó lại kéo mình ra. Kéo mình ra thì thuyền đánh cá lại chìm, thuyền đánh cá quá tải. Nó chìm nó lại phải cứu, nó đem mình vô lại. Đem vô lại nó sửa xong đó thì nó lại kéo tàu đi ra. Lúc này nó có kinh nghiệm rồi thì nó kéo hai chiếc tàu, một chiếc tàu đàn ông ngồi chung nhau, một chiếc tàu cho đàn bà với trẻ ngồi với nhau, kéo ra tới ngoài hải phận đó. Lúc đó nó mới đổ người lên, rồi lúc đó nó mới kéo tàu, nó mới cắt dây. Lúc đó tàu có máy, từ từ đi vô lại được Mã Lai, đi vào Trangganu. Thì lúc đó Mã Lai nó nhận. Cái khoảng thời gian mà mình trôi nổi định bình đó, lúc đó là Thái Lan nó không nhận người tị nạn. Nó bắt đầu thương lượng với lại Liên Hợp Quốc, nó không muốn nhận tị nạn nữa. Những người đi sau đó có những chuyến tàu rất là khổ sở và có nhiều nạn. Mà trong cái lúc đó, đó khi mà kéo ra ngoài đó, cái người tài công có biết họ đang hướng về Mã Lai hay không? Khi hay mà, là cũng trôi đi thôi? Khi mà tàu chúng tôi đó, nhập với cái tàu Phú Quốc thì những anh em bên Phú Quốc á biết lái tàu và biết hướng. Người ta biết là cái hướng đi tới Mã Lai. Thành ra khi mà tới được cái bờ Mã Lai Trangganu đó, lúc đó là 2 giờ sáng, thì lúc đó là tất cả mọi người trên tàu đều muốn đi lên bờ hết. Thì mấy ông Phú Quốc đó nghi ngờ lắm, nói cái chỗ này chắc là mình không thể lên được. Tới khi mà tới 6 giờ sáng mới thấy là mình đi tới toàn biển đá ngầm không. Nếu mà tới lúc 2 giờ sáng mình nhất định đi vô đó thì thế nào lại tàu lại cũng bị đánh tan tành, thế nào là cũng có người chết. Thì làm sao lên bờ? Thành ra sau đó tới buổi sáng đó thì tàu nó gần bờ rồi. Đây, tài công Phú Quốc lái thêm một đoạn nữa. Lúc đó tàu nó mắc cạn, mọi người mới đổ bộ xuống và bơi nước đi tới ngực rồi. Bắt đầu đi từ đó, đi vô trong bờ. Rồi 100 mấy người đi như vậy? Tổng cộng là 300 người. 300 người. Chiếc tàu đầu tiên của chúng tôi cộng thêm chiếc tàu của Phú Quốc. Đi như vậy là tổng cộng là 42 ngày mới tới Mã Lai. Làm sao mình gặp chiếc tàu Phú Quốc này? Tàu Phú Quốc là khi mà mình ở chỗ mà sông Kla đó, thì người ta đã được vô trại tị nạn rồi. Thì vì Thái Lan không nhận trại tị nạn nữa, người ta mới đuổi cái đám Phú Quốc đó ra, ngồi đợi trên bờ hàng nhập với chúng tôi thành một chiếc khác. Thành ra một bên đó, như tôi biết nói tiếng Mỹ, hồi đó mình cũng nói tiếng Mỹ
cũng có thể hiểu được, thì mình liên lạc với lại chính quyền. Còn những người Phú Quốc ấy, thì lo về cái chuyện cải tạo, cho nên hai bên cộng tác với nhau, cuối cùng mình sống được ở bên Thái Lan. Và làm sao mà anh đi lên được cái đảo tị nạn Pulavesa? Lúc ở Trangano thì lúc đó chính quyền Malaysia đi tới, chính quyền Malaysia phỏng vấn. Và lúc đó thì chương trình đó Liên Hợp Quốc bắt đầu nhận ở phía bên Malaysia nhiều hơn bên này. Dạ. Cho nên sau khi mà mình ở trên bờ bụi là khoảng một tuần lễ thì mới vô được trại tị nạn. Dạ. Và trong trại tị nạn Pulavesa trong cái thời gian đó thì khoảng bao nhiêu người tị nạn Việt Nam vậy? Khi mà anh lên tới tôi quên mất cái số đảo là tôi có biết trong này khoảng một vài ngàn người không? Cũng khoảng tới 10.000 người đấy. 10.000 người. À, khi mà anh vượt biên như vậy đó là anh đi với gia đình hay là? Lúc đó là tôi có vợ, vợ tôi cũng là bác sĩ, bác sĩ Quỳnh Giao, và lúc đó con tôi 13 tháng. Ok, tức là hai vợ chồng, một đứa bé 13 tháng. À, rồi à, khi mà anh vào trại tị nạn, làm sao anh qua Mỹ và tại sao anh chọn Mỹ? Lúc mà trong trại tị nạn thì mình có ông anh đã đi từ Việt Nam đi qua Hoa Kỳ trước năm 1975. Đi theo chuyện du học đó? Không, anh đi đúng ngày 23 tháng 4 thì lúc đó ông đi qua được Đạo Quang đi trước. Thì định cư ở thành phố Seattle. Thì ông mới làm giấy bảo lãnh từ đó đi qua trại tị nạn. Yeah. Rồi khi sau khi mà ông làm giấy rồi thì ông lại dọn về ở Portland, Oregon. Thành ra mình mới tới thành phố Portland, Oregon để lập nghiệp. Anh ở trên trại tị nạn khoảng 3 tháng hay là 4 tháng phải không? 3 tháng rưỡi. 3 tháng rưỡi thì anh có thể cho khán thính giả biết một tí về cái đời sống của cái trại tị nạn trong lúc anh đang ở đó. Và cái vai trò của anh là một người bác sĩ trong cái trại tị nạn thì họ có cần bác sĩ và họ có cần cái sự giúp đỡ của anh trong cái trại tị nạn đấy không? Hồi đó tôi là bác sĩ ở trong Pulavesa thì tôi là bác sĩ điều trị ở trên trại tị nạn. Yeah. Hồi đó thì có ông giám đốc trại, phó giám đốc trại rồi tới bác sĩ trực ban y tế. Thì là một trong những người mà có quyền hành đó, quyền hành tức là cấp giấy phép cho những người tị nạn đi lên đảo, cấp giấy phép cho người ta đi khám bệnh. Cái đời sống trại tị nạn thật ra ngồi nghĩ lại thì lúc đó mọi người rất là thiếu thốn, nhưng mà nó cũng là thời gian thần tiên. Lúc đó mình không có lo nghĩ gì về cái chuyện kiếm ăn. Lúc đó mình mới thoát được cái chế độ cộng sản. Và lúc nào mình được đợi đi Mỹ hay là đợi những quốc gia khác, mình biết chắc một điều là bây giờ cái hướng chọn tự do của mình đã có, mình chỉ chờ đợi cái thời gian đó thôi. Và lúc đó mình sống bằng rất là nhiều sự giúp đỡ và tình thương của những người đã đi trước hay những người trong gia đình gửi tới. Cái cảm nghĩ của anh khi mà anh tới bờ và vào cái trại tị nạn Pulavesa, anh có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của anh? Tôi có biết lại cái cảm tưởng đó mà cái ngày hôm nay đó mà mình ngồi nói chuyện lại cũng nó là một cái xúc động lớn lắm. Khi mà đã bị đuổi tới đuổi lui như vậy thì mình không còn tin tưởng được là lính Mã Lai sẽ cho mình lên trại tị nạn. Rất cho nên khi mà nó đưa chiếc xe bus tới đó để chở đi đó, thì khi mà bắt đầu xuống xe bus và mình đứng ở phía bên này thì cái đảo tị nạn phía bên kia nhìn cái cờ Việt Nam Cộng Hòa treo trước đó, thì tất cả mọi người đứng khóc hết. Tôi nhớ là tất cả đoàn đứng khóc hết, tại vì mình đã nhìn thấy cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa là mình biết chắc chắn là cái đó là trại tị nạn, và chắc chắn là cái chuyến đi và những khó khăn của mình đã chấm dứt. Và khi mà anh ở trên đảo, sau khi vượt biên, anh có một cái ám ảnh gì về cái thời gian anh ở trên tàu hay là ở nước Việt Nam hay không? Ngay cả lúc mà anh bắt đầu đi lên vượt biên thì buồn cười lắm. Lúc đó tôi hỏi lại, ai cũng có một cái giấc mơ giống nhau. Giấc mơ là giữa đường đi xong rồi mình bị bắt lại. Và ai cũng mơ gặp Hồ Chí Minh bị bắt lại, gặp và đi vào tù. Nó có những giấc mơ như vậy mà. Và mọi người đi tới trại đó thì vẫn còn cái ám ảnh đó. Và tôi nghĩ là những người tị nạn đi qua đây mình vẫn còn thì mình còn cái ám ảnh. Người Mỹ gọi là post-traumatic syndrome.
Cho nên có những người đi qua đây thành công, có những người đi qua đây thất bại, có những người vẫn còn bị ám ảnh về những cái tình trạng Việt Nam sau 75 và tình trạng khi đi vượt biên. Có người trong gia đình bị chết, có người trong gia đình bị hãm hiếp, có những người đi qua đây một mình và vợ con mất hết, thì những người đó vẫn còn cái ám ảnh lớn. Tôi may mắn là mình đã đi được trọn, cho nên những cái ám ảnh nó ít. Mà mặc dù như vậy đó, những tháng đầu khi mà qua Mỹ đó, đôi lúc mình ngồi mình nghĩ mình cũng còn có cái nỗi ám ảnh kinh hoàng luôn ở trên cái biển đó. Trước khi mình qua một cái đề tài khác là cái cuộc sống của anh khi mà anh bước chân tới nước Mỹ, anh có một cái vấn đề gì vui buồn anh có thể muốn chia sẻ với tất cả thính giả, khán thính giả về cái chuyến đi vượt biên của anh, hay là những cái chuyện gì nó xảy ra ở trong trại tị nạn mà anh cảm thấy rằng là tất cả những người thế hệ trẻ nên biết đây là một cái kinh nghiệm của một người Việt tị nạn. Bây giờ mà hỏi bất chợt như vậy tôi cũng khó. Tôi biết lại rất là nhiều. Cái là cái vui nhất của mình đó, khi đi ra khỏi Việt Nam đó, mình nhìn thấy được tự do. Cái buồn nhất đó là bây giờ mình không có, vào thời điểm đó đó, mình không còn gặp được người thân và mình không cách gì mà mình nhìn lại cái nước Việt Nam mình. Lúc cái đó là tâm trạng chung của mọi người. Khi mà anh đi qua Mỹ thì khi mà bước chân xuống đất Mỹ, cái cảm giác, cảm nghĩ và cảm tưởng của anh như thế nào? Trong trường hợp tôi đó thì nó dễ dàng, tại vì khi mà mình tới Mỹ đó thì tôi biết chắc chắn là mình sẽ qua được những khó khăn. Là tại vì chúng tôi là những người may mắn trước 1975 á, mình còn trẻ và mình học theo cái chương trình của Hoa Kỳ. Cái vấn đề ngôn ngữ mình cũng gặp khó khăn nhiều như những người lớn tuổi. Cho nên khi đi tới được Portland, Oregon, khi tới Mỹ, mình thứ nhất là mình vui là được đoàn tụ gia đình. Thứ hai nữa là mình biết mình sẽ thành công ở trên nước Mỹ này mặc dù có rất nhiều khó khăn. Thứ ba là mình biết chắc chắn là mình có những phương tiện có thể giúp đỡ những người ở lại. Những người thân của mình đó, như là bên cha mẹ vợ chúng tôi, hay là những anh em chúng tôi còn trong trại tị nạn, hay là còn ở trong trại học tập, thì mình có thể giúp đỡ gia đình đi qua những khó khăn đó. Trong cái chuyến tàu vượt biên của anh mà 300 người, anh là gia đình thứ mấy được đi Mỹ? Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đi Mỹ hết, trừ có một số ít không, điều trong, thôi. Dạ, một cái lúc mà anh ở đó 3 tháng rưỡi, thì gia đình anh có phải là một trong những cái gia đình mà được đi Mỹ trước nhất hay là cũng một trong những gia đình đi trước, là tại vì mình có thân nhân bên Mỹ đó, thân nhân bên Hoa Kỳ, bảo là em đi sớm những người khác, có những người phải ở lại. Ngay cả cháu của tôi cũng vậy, nó đi khi mà mình đi thì mình đem theo hai người cháu, thì vì không có bố mẹ nó. Và đối với người bảo lãnh ở bên Portland, Oregon là chỉ là chú thôi, thành ra nó không có được diện ưu tiên, nó cũng phải ở lại cho tới cả năm. Tức là anh qua được Mỹ, tức là anh đi là được cái chuyện ưu tiên là anh em đã có người bảo lãnh anh qua, anh em và mình có nghề nghiệp, thì họ đã Hoa Kỳ cho đi sớm. Ở trong trại tị nạn có 3 tháng rưỡi thì là cái chuyện đó là chuyện sớm. Rồi bây giờ chúng ta có thể nói về cái anh chia sẻ về cái cuộc sống của anh ở bên Mỹ khi mà anh bước tới đất Mỹ này, thì anh có thể cho khán thính giả biết một tí về ngay cái lúc đầu, mặc dù anh đã biết tiếng Anh một tí và anh cũng là một người hành nghề bác sĩ, thì qua đây và vợ của anh cũng là bác sĩ, thì cái vấn đề mà sinh sống ngay từ lúc đầu khó khăn như thế nào, anh gặp những trở ngại gì, anh có thể chia sẻ cho tất cả khán thính giả biết. Đi qua Mỹ thì tôi ngồi nghĩ lại, tôi là một trong những người may mắn. Thứ nhất đó là mình đã có gia đình ở bên này bảo trợ. Thứ hai đó là ông anh ông kiếm được một cái nhà thờ bảo trợ, và những người đó rất là tốt bụng. Những người đó nhìn được mình qua cái cặp mắt là một người tị nạn, một người có học vấn và có thể thành công được, cho nên người ta giúp rất là tận tình.
trong gia, trong cái người bảo trợ chúng tôi có bác sĩ Ross, là người ông bác sĩ đã giúp tôi từ đầu mà mua sách vở, đóng tiền cho đi, cho đi thi những cái kỳ thi mà cần thiết hành nghề lại. Rồi có gia đình bảo trợ, hồi đó đem chúng tôi vào nhà thờ mình nấu ăn để mà mình gây quỹ, và cái tiền quỹ đó có đủ để cho tôi ngồi học 6 tháng để trả tiền nhà mà mình không cần lo lắng về sinh kế. Tức là khi mà anh qua Mỹ, anh với lại vợ anh thì không có đi làm, nhưng mà bỏ rất là nhiều thời giờ đi học. Yeah. Và nhờ cái sự giúp đỡ của nhà thờ và của người thân. Nói là đi học là tức là mình học lấy đó. Mình lấy những sách vở về rồi mình ngồi mình học. Lúc mà qua thì tôi qua đầu tháng 4, thì tới tháng 7 tôi đã đi thi cái bằng kia là ECMG. Thì hồi tất cả nhà thờ đều nói tôi là chắc chắn là không đậu được. Tại vì qua Mỹ 3 tháng mà hồi đó mình nói tiếng Anh là dở, mình có thể đọc sách rất là giỏi. Nhưng mà 3 tháng tôi thi, tôi đi đậu, và tôi đậu điểm rất cao. Yeah. Tại anh hồi bên Việt Nam là tôi là người hạng nhì trong lớp. Yeah. Ở Việt Nam là anh đã được huấn luyện trong cái chương trình Mỹ tiếng Anh. Tại là cái hôm đầu tiên mà cái ông Ross ông đưa tôi đến trường y khoa, và ông đưa những sách cho mình học đó, ông đưa năm đó là năm 1978, ông đưa những sách năm 1965. Tức là người Mỹ nhìn mình về Việt Nam đó, người ta chỉ nhìn về chiến tranh Việt Nam và nhìn về hình người Việt Nam trên TV thôi. Người ta ngay cả lúc đó người ta không hiểu là người Mỹ đó, ngoài cái chuyện mà bỏ tiền đánh nhau tham dự để mà chống lại cái làn sóng cộng sản, thì người Mỹ cũng là viện trợ rất là nhiều về phương diện dân sự. Một trong những cái thành công nhất của người Mỹ là viện trợ cho trường y khoa Sài Gòn. Mà tất cả những người trẻ y khoa Sài Gòn ở trong thế hệ chúng tôi, trước đó 1 năm, 2 năm hay sau đó 1-2 năm qua Mỹ đều thành công cả. Là cái hành nghề y khoa ở bên Mỹ và hành nghề y khoa Việt Nam hồi đó không có gì khác nhau lắm. Những bác sĩ mà được đào tạo trong cái chương trình y khoa Pháp mà trước chúng tôi là những là bác sĩ rất giỏi, nhưng qua đây chỉ là trở ngại về vấn đề sinh ngữ thôi. Nếu qua đây mà mình không có trở ngại gì về sinh ngữ thì tất cả đều thành công hết. 3 tháng tôi đậu điểm rất cao. 6 tháng sau tôi đi thi cái bằng hành nghề gọi là Flex, tôi cũng đậu cao. Cho nên sau đó thì tôi mới đi qua Louisiana, tôi bắt đầu hành nghề. Bên Louisiana người ta cho mình hành nghề mà không chưa cần đi huấn luyện training, gọi là postgraduate training residency. Tức đại khái là khi mà anh đậu hai cái bằng, lấy cái bằng hành nghề bác sĩ, thì anh đi qua Louisiana anh hành nghề bác sĩ, hay là lúc đó đi qua tập. Lúc đó qua hành nghề bác sĩ. Tại Louisiana có nhiều nhà thương, có nhà thương Charity, nhà thương Thí. Yeah. Người ta cần bác sĩ lắm. Những bác sĩ mà tốt nghiệp ở Mỹ không ai làm những nhà thương đó, chật vật lắm. Một ngày mình làm phòng emergency mình coi tới 150 bệnh nhân, và hồi đó trả 13 đồng một giờ. Mà thì cái không ai thích thú về cái chuyện mà đi làm đó. Năm 1978. Mà bác sĩ có rất nhiều tiểu bang hồi đó anh chỉ cần bằng ECMG và bằng Flex là anh được hành nghề, ví dụ như là Florida. Yeah. Còn cái lúc đó vợ anh thì sao? Bà thì cái vấn đề con cái rồi chậm đi một tí, nhưng mà sau đó, sau 1 năm sau thì cũng đậu tất cả các bạn. Tức là vợ của anh rồi thì cũng đi qua học Louisiana rồi cũng đi làm rồi. Nhưng mà không có đi thi trước cái không, lúc đó. Không đi trước. Đậu sau tôi khoảng 6 tháng. 6 tháng. Thì chị cũng hành nghề. Và cũng hành nghề y khoa. Tại sao anh chọn cái ngành ER, tức là emergency? Cái ngành emergency là năm tôi đi qua Mỹ năm 1979 đó, là một trong những ngành phải nói là bạc bẽo nhất của xứ Mỹ, ngành chuyên môn bạc bẽo nhất. Không ai muốn làm phòng cấp cứu cả. Tại sao vậy? Tại vì cái phòng đó là cái phòng lúc nào cũng đông bệnh nhân, và lúc người ta nói là những thằng bác sĩ mà ngu dốt nhất mới đi đó, là tại ai cũng có thể làm được. Hồi đó chưa có cái ngành chuyên môn về cấp cứu, các bác sĩ về giải phẫu, các bác sĩ về đỡ đẻ hay bất cứ ngành nào người ta cũng có thể kêu là đi moonlight, người ta đi làm thêm ở đó. Và người ta đi làm 12 tiếng, người ta đi làm 8 tiếng về không trách nhiệm, có đủ tiền, đúng không nào? Thì sau này thì Hoa Kỳ đã mới thấy là cái ngành này đó nó phải cần những người dùng theo cái danh từ bây giờ đó, là cái tuyến đầu đó nó quan trọng lắm. Những người bị hạ cấp tắc, những người bị đau tim, những người bị chấn thương mà đi lúc đầu, nếu gặp ông bác sĩ giỏi đó,
thì cái số tử vong nó cao, anh có thể chết nhiều. Khi mà cần bác sĩ chuyên môn, những cái lúc đó người ta ở nhà, người ta ngủ 2-3 giờ sáng đi vô đó, thì những tình trạng đó nó đã nặng rồi. Nhưng mà tại sao anh thích cái ngành này? Cho nên sau đó Mỹ nó mới thay đổi, sau 85 là những bác sĩ tốt nghiệp đứng đầu lớp của Hoa Kỳ mới được đi về phòng điều cấp cứu. Mà hồi đó tôi đi nó cũng là chuyện, tất cả mọi chuyện là may mắn thôi. Lúc đó là tôi đã được nhận vô về ngành giải phẫu ở New York. Tôi muốn trở lại cái ngành giải phẫu bên Việt Nam. Thì có ông giám đốc ở cái nhà thương mà mình làm đó, ông là có với một bà nữa, bà bác sĩ Fatel. Hai người là giáo sư Đại học Tulane. Thì tôi làm xong một năm đó, hai người này nói, mới hỏi về cái quá khứ của mình, thì biết là hồi xưa làm surgery, làm về giải phẫu. Mấy ông đó mới vô nói, thôi bây giờ cho tôi về, về chương trình đó. Và người, hai người đó nhìn thấy cái tương lai hơn mình. Hồi đó mình qua mình chỉ nghĩ những ngành mà ví dụ giải phẫu, ví dụ đỡ đẻ, hay những ngành nội thương. Thì những người này biết trước cái tương lai của mình thì mới giới thiệu tôi vào. Và lúc đó tôi được may mắn là tôi vào năm thứ hai, tôi không phải đi hành về nội trú, internship. Cho nên chương trình 3 năm tôi, hồi đó tôi chỉ học 2 năm thôi. À, cái năm tốt nghiệp là năm 82, thì tôi năm 83 tôi là American Board Emergency Medicine. Tôi là người Việt Nam đầu tiên đi training về ngành này, và người Việt Nam đầu tiên board certified. Nếu mà luật sư Diêu mở cuốn sách ra thì nó cũng có nhiều chuyện thú vị. Nhưng mà thật ra là nhờ mình may mắn thôi. Đây là những cái sự trùng hợp ngẫu nhiên đưa đến cái tương lai của anh bây giờ, hiện bây giờ. Một trong những cái vấn đề mà qua đây thì anh có 4 cuốn sách anh viết rất là nhiều, mà anh cũng viết rất là nhiều bài báo cho tờ báo Ngày Nay và một vài cái tờ báo khác dưới cái bút hiệu là Việt Nguyên. Thì là một người bác sĩ trong ngành ER rất là bận rộn và có gia đình rất là chật vật, làm sao anh có đủ thời giờ và có dư thời giờ để mà ngồi viết báo và viết những cái chuyện và kể lại cái những cái thời điểm của anh ở Việt Nam hay là ở trên trại tị nạn? Cái câu hỏi của Steven Yeo là câu hỏi ai cũng hỏi nhé. Steven Yeo có lẽ là người chọn ở đây hỏi cho bữa nay. Nhưng mà trên đời này cái gì mà mình thích đó thì mình làm được. Năm hồi mà tôi học trường Nga đó, năm 16 tuổi đó, lúc đó tôi thích viết báo lắm. Nếu mà đọc lại cái chuyện mà mình viết trong cái bài này, tôi viết cha tôi vào mùa hè năm tháng cũ đó. Hồi đó thì chỉ muốn học băng C, tức là băng Việt Văn thôi, mà ông bố tôi thì nhất định bắt tôi phải đi học băng B. Rất bác sĩ. Khi mà tôi đi lên rồi thì tôi vẫn khoái viết. Hồi đó tôi viết báo chính luận là tờ báo mà lớn nhất Việt Nam hồi đó, và có cái phần My Baby, một cái phần cho mấy người trẻ thanh thiếu niên, mấy người trẻ hồi đó kia là trường phiếm đó. Viết có trả tiền đàng hoàng, mà tôi hồi đó mình đi học mình sống bằng nghề viết. Hồi đó một bài viết là trả từ 900 tới 1.200, mà đôi giày hồi đó có 500 đồng thôi, đôi giày da 500 đồng. Thì anh viết bài là anh mua được đôi giày rồi. Viết bài đôi giày. Nhiều hôm mình thức nguyên đêm, trong gia đình tưởng là mình học hành, nhưng mà thật ra là đêm đó ngồi viết báo. Thành ra cái nghiệp báo đó nó vẫn kéo cho tới bây giờ. Cho tới năm khi mà mình 83 mình về đây đó, thì lúc đó cũng có con cái bận, nó còn nhỏ lớn, nhưng mà tới năm 91 thì bạn bè cũ nó kéo về. Thì lúc đó mình mới bắt đầu làm viết lại và dính với Du Tử Lê. Hồi đó đồng chủ trên tờ báo văn nghệ với Du Tử Lê. Sau khi mà tờ văn nghệ đóng cửa vì lý do cá nhân cũng Du Tử Lê đó, thì mình có anh bạn là anh Trọng Kim, Trương Trọng Trác. Bây giờ thì anh Trác mất rồi, nhưng bên nhà anh Trác với mình quen nhau qua Hướng Đạo. Anh em Hướng Đạo gặp nhau bên này, hay là cái báo Người Việt bên kia cũng là anh em Hướng Đạo. Gặp nhau mình mới bắt đầu viết lại, và viết thường xuyên, mình viết cứ mỗi 2 tuần viết một bài. Và anh có thể chia sẻ một tí khi mà anh nhắc tới anh Trọng Kim. Anh Trọng Kim thì đã qua đời, nhưng mà anh là chủ nhiệm của tờ báo Ngày Nay tại thành phố Houston này, một trong những cái tờ báo rất là đứng đắn và rất là nhiều người thích đọc. Anh Trọng Kim cũng là một người, không phải là một người xuất thân từ nhà báo, mà anh ta là kỹ sư, tức là cái ngành chuyên môn thì lại khác, mà anh ta lại rất là thích viết báo và viết văn.
thì anh có thể chia sẻ một tí về cái tư tưởng của anh và anh Trọng Kim, tại sao hai người với một cái hành nghề thì khác, cái sở trường chuyên môn kiếm ăn thì nó lại khác, mà cái sự thích thú mình kêu là giống như là cái hobby, mà lại là cái thích thú nhất của anh hay là anh Trọng Kim? Cái nghề viết báo của anh Trọng Kim bên này là nghề phụ, nhưng mà thật ra là nếu mà anh biết anh Trọng Kim từ Việt Nam thì anh Trọng Kim dính với nghề báo nhiều lắm. Cái người ký giả chiến trường đầu tiên đi qua, đi ra Huế đó, chứng kiến cái cảnh giải phóng Huế hồi đó, đó mà chụp hình ở đó là anh Trọng Kim. Rồi lúc sau có những ký giả nổi tiếng như bây giờ như anh Dương Phụng đó, anh đi ra sau rồi anh Kim trước và cái hình nó vẫn còn giữ. Và bên nhà đó anh Trọng Kim là ký giả của đài BBC, một trong những BBC. Thành ra anh Trọng Kim thật ra là nhà báo nhà nghề chứ không phải là tài tử, nhưng mà qua đây thì anh Trọng Kim cái nghề chính là kỹ sư, nhưng mà làm vẫn tiếp tục cái thời ngày nay sau từ ông Nguyễn Ngọc Linh. Thì tôi với anh Trọng Kim thứ nhất là mình là anh em hướng đạo với nhau. Thứ nhì mình là những người professional, những người chuyên viên, những người có nghề. Nhưng mà sở dĩ chúng tôi mà viết báo như tôi cầm viết đó là cái đó là một cái, nó nằm trong cái phần kia là bảo tồn văn hóa Việt Nam, cái truyền thống người Việt Nam. Cái truyền thống người Việt Nam là những người trí thức, những người nghệ sĩ, mình phải có tiếng nói, phải có tiếng nói ở trong đất nước mình. Như hồi xưa tôi học cái trường Chương An thì cái cụ Chương An là cụ nổi tiếng nhất ở trong sự, mình không sợ một cái áp lực nào hết, có thể đi tới vua và nói về chuyện những định thần có thể làm hại chế độ. Chúng tôi cầm viết làm từ ngày nay thì bây giờ ai cũng biết, ông cái tờ báo nó trung lập, mình không chịu ảnh hưởng cái nào. Mà nếu anh không muốn bị ảnh hưởng thì anh phải có một cái nghề, anh cũng có thể bị những cái áp lực ở phía bên nào thì anh mới viết trung thực được. Tức là cái sinh sống về vấn đề tài chính thì nó từ ở một cái không có bị ảnh hưởng nhiều, một cái khác không bị ảnh hưởng. Thứ hai nữa là anh Trọng Kim với chúng tôi với những anh em trong ngày nay đó, mình đều chia sẻ một chuyện là mình muốn nhìn nước Việt Nam dân chủ, mình muốn nhìn nước Việt Nam thay đổi, cho nên viết để mình đóng góp ý kiến. Và từ ngày nay nó nặng về chính trị, nhưng mà cái tánh của tôi cũng vậy nữa. Tôi chọn cái ngành về IA, tức là bác sĩ, mình làm đủ mọi chuyện. Nếu mà anh không may mắn rồi vào IA một ngày thì anh thấy bác sĩ IA mình phải điều nhiều chuyện lắm, từ chuyện accident đụng xe qua tới chuyện hạ áp thắt và nhiều chuyện khác. Thì cũng vậy, khi mà tôi giữ một từ bản quyền Houston thì Steven Yeun là một trong những độc giả ái mộ tôi, thì anh đọc thấy tôi biết đủ thứ đề tài. Chính trị thì là nặng, nhưng mà sau đó mình cũng viết những cái tùy bút, viết về những chuyện khoa học hay tôn giáo mình cũng biết tới. Để mình nói ra vấn đề một tí và hỏi cái tư tưởng của anh. Anh cảm thấy cái vai trò của một cái nhà ngành truyền thông hay là của một cái nhà văn hay nhà báo trong cái cuộc đòi dân chủ hóa cho nước Việt Nam như thế nào? Tôi nghĩ chắc chắn là có tiếng nói và tiếng nói mạnh. Bằng chứng là ví dụ như tờ Người Việt bên Cali tới bữa nay đó, cái website vẫn bị phá và chưa trở lại bình thường được, là tại vì cái tờ Người Việt có cộng tác rất nhiều, trong đó có những cái bài của tôi đưa lên đó nhiều người đọc. Tôi biết chắc chắn mình có thể đếm được qua những cái click đó là cái bài mình nhiều người đọc, và mình biết có những cái ảnh hưởng ở đây và những người trong nước. Trong cái xã hội nào cũng vậy, và trong cái thời đại nào cũng vậy, người cầm bút vẫn còn có cái ảnh hưởng và vẫn còn được kính trọng. Nhưng dĩ nhiên là tùy cái cách mình viết và về cái tư cách của người cầm viết, nhưng mà viết kiểu nào thì cũng có một số độc giả và cũng có một cái ảnh hưởng. Và đối với trong nước thì tôi nghĩ người ta vẫn ngại những người cầm bút và người ta vẫn ngại những người nói lên sự thật. Anh đương nhiên là Việt Nam thì không có được một cái tự do phát biểu ý kiến hay là tự do báo chí như là ở hải ngoại này. Nhưng mà khi mà anh hay là những người đồng nghiệp với anh về báo chí đó, chứ không là về y khoa, khi họ viết những cái bài viết có cái tính cách ảnh hưởng chính trị rất là nặng, thì anh có thể chia sẻ cái lúc đó khi anh viết cái cảm nghĩ của anh như thế nào? Anh có sợ rụt rè mặc dù anh đang sống ở nước Mỹ này,
hay là anh viết với một cái trung thực từ cái tâm, từ cái trí ra, mà không có ngại ngùng như là những người cùng nghề nghiệp viết báo hay là phóng viên ở Việt Nam, họ rất là dè dặt, là bởi vì có cái sự kiểm soát rất là chặt chẽ và có cái sự trừng phạt cũng rất là nặng nề. Tại bên Việt Nam thì hoàn toàn không có vấn đề viết báo tự, không có báo tự nhiên, cho nên mình không thể đạt được cái chuyện mà tự do báo chí bên đó. Mà ai cũng biết ở Việt Nam là cái xứ mà tự do báo chí đó được xếp hạng thứ nhì sau sau Trung Cộng, tức là thứ nhì tức là từ dưới đếm lên đó, bị đàn áp á. Thành ra vấn đề viết bên Việt Nam thì về dân chủ mình không đòi hỏi được, những cái blog đã bị dẹp hết. Nhưng mà khi bên đây thì như điếu cày hay ô xin là bị dẹp hết. Bên đây thì tôi không biết với người khác, mình không thể nào mình đại diện cho người khác, nhưng mà như tôi biết là tôi hoàn toàn không có chuyện mà mình sợ áp lực nào hết. Mà ngay cả khi mà mình biết mà bạn bè mình cũng áp lực nữa, chứ cũng không phải là chính quyền kia. Nhưng mà nếu mà mình biết, mình nghĩ những cái điều viết mình đúng, những điều mình viết trung thực thì tôi vẫn đặt bút tôi viết. Là một người bác sĩ trong ngành ER và qua đây, khi mà ngôn ngữ không phải ngôn ngữ tiếng Anh, không phải là ngôn ngữ chính của anh có thể chia sẻ những cái trở ngại ngay cái lúc đầu mà anh gặp, để cho những người, nếu mà là những người Việt Nam, những người bác sĩ trẻ Việt Nam có cơ hội qua Mỹ này và bắt đầu thực tập và hành nghề, thì những cái kinh nghiệm gì anh có thể chia sẻ cho những người đó, hy vọng họ sẽ học từ những cái kinh nghiệm của anh và tránh những cái sai lầm để mà tiến tới thành công một cách rực rỡ, cho có một cái tương lai tốt đẹp hành nghề ở bên Mỹ. Như tôi nói với Steven Yu với các khán giả hồi nãy đó, thì qua bên Hoa Kỳ chuyện hành nghề đó, cái chuyện chính nó vẫn là cái ngôn ngữ. Nếu mình qua được cái ngôn ngữ thì chuyện hành nghề nó dễ dàng, thì mình có thể tiếp xúc bệnh nhân dễ, và những cái bước thang mà trong xã hội là mà mình có được về vấn đề văn hóa với lại tiếng nói thì mình tiến thân dễ dàng hơn. Chứ còn cái cách biệt y khoa giữa Hoa Kỳ với lại những nước khác, trừ những xứ rất là chậm tiến, ví dụ như Việt Nam ngay sau 75 chẳng hạn, thì nó có cái sự so thì sự cách khoảng rất là cao. Có một số bác sĩ như Hà Nội chẳng hạn, người ta có đi qua đây hồi đó cũng tị nạn thì không ai trở lại hành nghề được, là tại vì bị cách biệt khá thôi. Nhưng mà nói chung là nếu mình qua được phần ngôn ngữ thì mình qua. Những cái năm đầu rất là khó khăn, những năm 10 năm đầu là khó lắm. Một phần là mình ngôn ngữ, một phần đó là người Mỹ vẫn còn nhìn mình với cặp mắt người ta không có tin được. Ví dụ như tôi có kể trong những bài viết tôi đã có một lần tôi đã thi đậu rồi, thì lúc đó sợ welfare, thay vì là đợi mình đi hành nghề thì người ta bắt mình đi làm. Đi tới gặp một bà bác sĩ Mỹ trắng ở Portland, Oregon, bà đó là bác sĩ chuyên về da. Mình ngồi đợi một tiếng đồng hồ và không tiếp. Lúc đó nó cần một người để giữ sổ, bà chỉ ra bà nói tiếng rất là giản dị thôi và rất là lạnh lùng. Tôi nghĩ là ông có thể đậu được bên này đâu, cái bàn này nó khó lắm. Mà nếu mà ông đậu được đó, thì một đó là chín người da vàng người ta không tới ông, người ta tin Mỹ trắng chúng tôi. Và thứ nhì đó là nếu mà Mỹ trắng người ta không có đi tới ông, không là da vàng. Cái sự kỳ thị nó nặng như vậy. Mà hồi đó mình cũng dốt nát, mình cũng không biết xu về cái chuyện mà equal employment. Chỉ có về khóc thôi. Năm đó, năm 29 tuổi, về nằm lên sofa khóc một đêm thôi. Yeah. Rất là depressed. Yeah. Anh, khi mà anh nói tới cái vấn đề đó, thì anh cũng nói tới cái vấn đề mà bị, không phải là kỳ thị, nhưng mà một cái sự đối đãi của cái người bản xứ với một cái người da màu. Và nhất là kỳ thị. Là kỳ thị. Thì anh có thể ngay chia sẻ cả những cái năm mà mình đã thành công rồi, mình có bằng cấp rồi, mình đi vô làm, thì nó cũng có những cái kêu là glass ceiling, những cái đối với phụ nữ và những người minority, những người thiểu số, mình vẫn còn bị cái đó. Thế nhưng mình mấy năm sau này thì tôi, năm cái hồi qua Mỹ là tôi 29, bây giờ tôi 61, thì tôi cứ nhìn tụi nó, mấy đứa làm chung, tôi cười là bây giờ mình nói theo cái tiếng Mỹ đó. Nên tao cười là tại vì mấy năm sau đó tao nhìn là tao thấy tụi bay bị con cháu tụi tao mấy da vàng là đã đứt hết rồi. Mà tại đứa nào nó cũng đậu valedictorian ở trong trường. Nếu mình nhìn về trung học thì Á Châu với Việt Nam chiếm hết.
Thành ra đó là một cái bước dài mà mình đã vượt qua. Mà nhờ những người trẻ bây giờ đó, mà cái cộng đồng Việt Nam cho người Mỹ cái nhịp khác. Rồi Stephen Yeo đặt cái vấn đề là những người trẻ mà trong y khoa, tôi nghĩ mấy người đó không có vấn đề như mình hồi trước. Thứ nhì là người Mỹ đã hiểu người Việt Nam như thế nào. Thứ nhì, chúng nó không bao giờ có cái ngôn ngữ. Mặc dù nó vẫn có nhiều trở ngại, là tại vì ở bên Mỹ này là khi mà nó nhìn mình, nó vẫn hỏi are you Vietnamese? Ngay con mình đẻ ở đây, hay thế hệ, hay những thế hệ mà người Nhật ở đây lâu, thì bao giờ cũng hỏi là are you Japanese, are you Chinese? Tức là nhìn cái da màu. Thành bao giờ nó cũng có cái đó. Có một cái sự mình kêu là micro discrimination, tức là một cái sự kỳ thị siêu. Nhưng mà bây giờ so với những cái năm mình tị nạn qua thì nó cũng đã mất nhiều lắm rồi. Anh đã hành nghề cũng được bao nhiêu mấy năm rồi? Từ năm 1979 đến bây giờ. 32 năm. Yeah. Và bây giờ anh có còn cảm thấy anh bị kỳ thị hay không? Trong cái việc hành nghề của anh có một cái cảm giác, một cái cảm thấy rằng anh vẫn không phải là được một cái sự đối đãi. Ở trong nhà thương tôi thì bây giờ người ta cảm thấy, người ta mấy nhân viên cảm thấy bị kỳ thị. Những mấy ông bác sĩ khác vô làm thì thấy tự nhiên sao mấy người ưu đãi Đức Thương Nguyễn nhiều quá. Và ưu đãi là khác, kỳ thị là khác nữa. Bây giờ thì sau 32 năm mình không còn những cái tham vọng như hồi trước nữa. Thành ra đối với mình, tôi nghĩ là kỳ thị vẫn có nhưng mà mình không có đặt cái vấn đề như hồi xưa. Trong cái hành nghề của anh ở trong nhà thương thì anh có thấy những người y sĩ, những người y bác sĩ trẻ ngoại quốc, người Việt, người Ấn, người tức là người không phải là người người Mỹ bản xứ, anh có thấy có những cái vấn đề kỳ thị vẫn còn ở đó hay không, của người bản xứ đối với những người bác sĩ trẻ? Không phải là anh, bây giờ anh làm ở đó quá lâu rồi thì ai cũng biết. Thành ra nó không còn thấy, không còn có cái này thì nói chuyện với ông luật sư Stephen Yeo thì phải dùng tiếng Mỹ. Tức là bây giờ người ta không nói chuyện kỳ thị nhưng mà người ta nói là this is politics, là chính trị. Người ta không nói là phe đảng thì người ta nói là this is politics, right? Nhưng mà anh có thấy những cái đó vẫn còn? Vẫn còn chứ, vẫn còn. Cái xứ này vẫn còn, mặc dù nó là một cái xứ tự do, một cái xứ có nhiều cơ hội. Nhưng một điều mình không thể phủ nhận được là không có xứ nào có thể đưa đến cho mình cái sự thành công như xứ Mỹ. Mà cái đó là cái cảm tưởng đầu tiên, cái chuyện đầu tiên khi mà tới Portland, Oregon mà tôi được giúp đó. Thì về mình, tôi suy nghĩ bồi hồi lắm và xong tôi cũng biết lại nè. Tại sao những người mà người ta hoàn toàn không liên hệ mình về máu mủ hay là màu da hay là cùng một nước mà tại sao người ta có thể giúp đỡ mình một cách nhiệt tình như vậy, có thể thương mình như vậy, trong khi đó chính những người cùng màu da, cùng tiếng nói, cùng người Việt Nam mà đã khiến cho hơn 1 triệu người phải bỏ ra đi. Cái đó là cái suy nghĩ năm 1979, 78, lúc đó tôi 28, 29 tuổi. Và trong cái hành nghề của anh, viết văn và làm y khoa, nếu mà mình bỏ cái vấn đề tài chính qua một bên đi, để nghe nói về vấn đề phải sinh sống, nếu mà anh phải chọn, anh thích cái nào? Chắc tôi cũng chọn cả hai. Những người mà bạn về viết văn với tôi, viết báo tôi, mình ngồi cà phê thì cũng nói một câu, viết nhiều khi nó chán lắm. Mà những ông bác sĩ mà già đã ngồi với nhau đó, tới bây giờ, hồi xưa đó làm cái nghề, bây giờ nó thành cái nghiệp. Ai cũng thấy bây giờ nếu mà mình làm bác sĩ không cũng chán lắm. Cho nên nếu tôi làm lại chắc tôi cũng làm hai thôi. Cũng làm hai cái được. Trong cái quá trình làm việc của anh, trong cái ngành y khoa, có những cái gì mà anh có thể chia sẻ cho những người bác sĩ trẻ? Mà cái này mình muốn nói về những người bác sĩ trẻ Việt Nam qua đây, tức là ngôn ngữ không phải là chính, mà mình cũng không có muốn nói tất cả những người Việt Nam trẻ mà sanh ở Mỹ, coi như hỏi như Mỹ rồi, cái ngôn ngữ không còn là cái vấn đề, và cái phong tục tập quán ở bên Mỹ này bây giờ sanh bên đây cũng không thành vấn đề. Nhưng mà như chúng ta thấy thì có một số những người Việt Nam hiện bây giờ họ di cư qua bên nước Mỹ về vấn đề đoàn tụ gia đình, và họ sẽ trải qua những cái kinh nghiệm mà anh trải qua, thì
những cái điểm gì anh muốn những người trẻ này nên để ý và chú tâm vào và phải kiên nhẫn để mà vượt qua những cái điểm đó ngoài ngôn ngữ để họ có thể thành công giống như anh? Thứ nhất là tôi vẫn lặp lại cái chuyện khó nhất ở bên này là vấn đề ngôn ngữ. Nếu mà mình xong được ngôn ngữ, mình có thể nói tiếng Mỹ, có thể là chưa thành một người Mỹ sang ở đây, nhưng mà cũng có thể nói tiếng Mỹ 90% như người ta, thì tất cả những trở ngại mình có thể qua được. Thứ nhì đó là đất nước này đó là một cái đất nước có cơ hội, ai cũng qua, nếu mình có ý chí thì vẫn thành công được. Riêng về cái ngành y khoa đó thì lúc sau này nó khó khăn lắm, tại vì cái số bác sĩ nó cũng nhiều và cái kiểu thi nó cũng khác hồi xưa. Hồi xưa chúng tôi đi thi đó thì không có thi phần oral, không có phần vấn đáp. Bây giờ đó vô phải có cái phần đó, tiếp xúc với người bệnh, có nói. Thành ra bác sĩ Việt Nam đó, bây giờ đi qua lúc sau thì thua những bác sĩ bên Ấn Độ hay những bác sĩ Philippines. Những bác sĩ đó tiếng Mỹ về phần ngôn ngữ giỏi hơn mình, cho người ta vào được nhiều hơn. Bây giờ cái nhu cầu đó, cái nhu cầu và cái cung cấp đó nó thay đổi rồi. Cái số mà nhu cầu cho bác sĩ ngoại quốc ấy, bây giờ chỉ còn ở những tỉnh nhỏ thôi. Thành ra nếu mà thành công được thì cũng chỉ về những tỉnh nhỏ làm, về những cái thành phố lớn nó hơi khó. Nhưng mà tóm lại một điều thôi, cái hồi mà năm 79 mình đi qua thì mình cũng cảm thấy mình đi qua sau những người đi 75. Nhưng mà mình nhìn đó thì mình cũng thấy mình qua sau và nhiều khi mình cũng có cái mặc cảm. Thì những người Việt Nam bây giờ mà qua sau mà lập nghiệp bên đây thì chắc chắn cũng có những có cảm nghĩ giống như mình. Nhưng mà nếu mình có ý chí, mình qua được những trở ngại đó thì ai cũng thành công được. Một cái vấn đề nữa là về vấn đề xã hội sinh sống ở nước Mỹ này. Anh là người bác sĩ chuyên khoa ER, thì tức là anh làm một ngày nhiều khi cũng 10 tiếng hay mười mấy tiếng. Và một shift 12 tiếng. Dạ, 12 tiếng. Vợ anh thì cũng là bác sĩ, tức là cũng làm rất là cực. Cái vấn đề tài chính thì không có phải là cái vấn đề. Nhưng mà anh có thể chia sẻ một tí về cái vấn đề dạy dỗ con cái khi mà cha mẹ đi làm đầu tắt mặt tối, ngày đêm, thì làm sao để mà chúng ta có thể dạy dỗ con cái, hy vọng là mấy đứa trẻ bên đây cái vấn đề vật chất thì rất là dư dả, nhưng mà vấn đề tinh thần và cái sự giúp đỡ của cha mẹ dạy dỗ như thế nào, anh có thể chia sẻ cái phần đó cho chúng ta. Cái điểm chính của nền văn hóa Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam trong đó đặt vấn đề hy sinh quan trọng, cha mẹ con cái phải hy sinh cho nhau. Mình phải hy sinh thì giờ cho mấy cháu. Tôi có một cặp bác sĩ thì cũng còn trẻ, ông bố bác sĩ về thuốc mê, mẹ bác sĩ về ER. Thì bà mẹ đó bây giờ chỉ làm ER part time thôi, để bỏ hẳn thì giờ để mà dạy con. Tại vì chị thấy là cái vấn đề dạy con đó, cho nó lớn lên trong xã hội này, nó có nhiều cám dỗ và nó có nhiều đường mình có thể đi trật được, thì cái chuyện đó nó quan trọng hơn chuyện tiền bạc. Tại vì tiền bạc tới lúc nào đó mình cũng cảm thấy đủ. Có thể là nhiều người bất đồng ý kiến với tôi lắm, nhưng mà tại vì mình không biết tới đâu mức nào là đủ và mức nào là thiếu. Nhưng mà tới cái mức nào mà cảm thấy đủ đó, mình dừng lại, mình lo cho con cái, thì tôi nghĩ những cái khó khăn ở trong đời sống bình thường mọi người đều có thể vượt qua được. Theo cái đó thì anh có thể nói rằng là anh với lại vợ anh thì vợ anh chắc là làm ít hơn và bỏ nhiều thì giờ để mà dạy dỗ con cái. Bà có nhiều thì giờ theo là regular, tức là không có bị gián đoạn như tôi. Bác sĩ mình phải làm 12 tiếng, rồi phải làm đêm, rồi phải làm những cái ngày thứ bảy, chủ nhật. Nhiều khi cái giờ giấc của mình nó lộn xộn, nó vấn đề gia đình. Nhiều khi mình muốn ăn cơm với các cháu trong nhà mà buổi chiều nó cũng khó lắm. Thì đây chuyện đó mình chuyển về cho vợ, một người một công chuyện chia nhau thì mình có thể làm được nhiều chuyện trong gia đình. Trong cái vấn đề dạy dỗ con cái thì như chúng ta biết, cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại này có những cái vấn đề mà khuyến khích con em, nhất là những đứa bé sinh ở Mỹ,
phải học về cái nền văn hóa Việt Nam hay là học về tiếng Việt để biết một tí về cái lịch sử của người Việt Nam. Thì theo anh, cái cảm nghĩ của anh như thế nào? Tôi nghĩ chuyện đó là chuyện quan trọng. Mình, và tôi rất cảm phục những người đã mở những cái lớp dạy tiếng Việt. Hy sinh thì một ngày thứ bảy, chủ nhật để dạy cho các cháu bên này về tiếng Việt, về văn hóa, về văn minh Việt Nam. Và tôi nghĩ những chuyện đó cần thiết. Là tại vì bây giờ Steven Yeo chắc ở đây lâu cũng thấy không, bây giờ nó có một cái phong trào như vậy, là những đứa trẻ như con tôi đó, hồi nhỏ thì nó hoàn toàn không ăn cơm Việt Nam, hoàn toàn không để ý tới cơm Việt Nam. Nhưng mà bây giờ 29 tuổi, 35 tuổi, tụi nó lại nghĩ tới cái chuyện Việt Nam nhiều hơn là Mỹ. Con tôi đó thì bây giờ nó lại toàn tìm lại những người bạn Á Châu, người bạn Việt Nam. Mà tụi nó bây giờ, ngày xưa đó mình đi ăn ở quán Việt Nam đó, tụi nó không thích không lắm. Muốn đi. Bây giờ tụi nó chỉ thích đi ăn đồ ăn Việt Nam. Và nó có cái chương trình nó trở về nguồn. Mà nó là một cái điều mà không phải chỉ có cộng đồng Việt Nam thôi. Tôi nhìn qua những các cộng đồng khác, Ấn Độ, Philippines hay là những cộng đồng mà ngay cái người da trắng bên Đông Âu cũng vậy. Cái thế hệ second generation, thế hệ thứ hai đó, nó lại trở lại, rồi nó lại muốn đi về Việt Nam, muốn đi tìm hiểu những chuyện bên Việt Nam, về văn hóa Việt Nam. Về cái góc độ của một cái để mình chuyển về cái vấn đề là anh có bốn cuốn sách ở đây anh viết, thì thứ nhất anh có thể cho khán thính giả biết cái tên của những cuốn sách này và những cái gì trong cái cuốn sách này không? Những cái chuyện tôi viết đó, lúc đầu đó tôi bỏ qua hết, cứ hai tuần đó thì tôi viết trong cùng một từ bản viết Houston ở trên báo Ngày Nay, rồi sau cùng một ngày mình chuyển lên báo Người Việt. Thì bây giờ nếu Steven Yeo lên website nào đó, từ Montreal đi qua Toronto đi qua Úc cái gì, cái bài từ ở Houston nó cũng nằm ngay trên đầu. Nó nằm ngay trên đầu, không phải là mình phổ biến rồi, nhưng mà quý vị đó cứ lấy website cái chuyện đó, thành ra nó cũng khác cái văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam đó là lễ độ cũng phải xin phép, không ai xin phép hết. Mặc dù nếu mà hỏi một tiếng đó, thì mình vui lòng mình đưa lên nhưng không có. Thì xuất hiện từ năm 2000 cho tới bây giờ cứ mỗi hai tuần mình viết, nếu mà tính như vậy đó nó có hơn 250 bài. Thì cái năm 2008 đó, thứ nhất là con mình, thứ nhì là bạn bè ở trong Houston người ta nói thôi, giờ gom lại hai cuốn sách cũng để một phần kỷ niệm, như Du Tử Lê nói là, thì nó coi như là một cái kỷ niệm trong cái đời viết của mình. Thế là lúc đó mới có cái tuyển tập từ bạn viết Houston. Và sau đó cho tới bây giờ vẫn tiếp tục viết. Thì anh có hai cái tuyển tập số 1 và số 2. Tuyển tập số 1 và số 2. Và những cái bài còn lại đó cũng đủ để in hai tập như vậy. Và thì anh có một cái cuốn sách. Cái năm 2010 thì lúc đó ông Trọng Kim mất. Thì tại ngày nay giao cho người khác thì tôi không viết. Thì lúc đó bên anh Nguyễn Phi Thọ, báo Đức Mẹ đó, muốn viết một cái cuốn Tự Do Trên Biển Máu. Tự do trên biển máu là gom những cái bài về viết về vượt biên, thì trong đó cái bài đầu tiên là bài của Việt Nguyên, dài hơn 20 trang, tả là cái chuyến vượt biên hồi nãy, nói chuyện với Steven Yeo. Thì trong cái hội y sĩ, bác sĩ Đặng Văn Chất, hội y sĩ, hội y khoa Hoa Kỳ đây cũng lập ra một cái cuốn tuyển tập để viết về những chuyện người Việt vượt biên, người Việt sống ở trên nước Mỹ như thế nào, kinh nghiệm về con cái như Sim Dư nãy giờ nói chuyện đấy. Thì trong này tôi cũng đóng góp một bài về phần tiếng Mỹ, và cái cuốn này nó có bán ở trên Amazon.com. Mình nói một tí về cái cuốn Tự Do Trên Biển Máu. Cái chữ biển máu thì ai nghe cũng thấy nó rất là vĩ đại và dễ sợ. Cái tựa đề đó là của anh hay là tựa đề này đó là của ông Nguyễn Phi Thọ. Và cái bài đầu tiên lại là cái bài của anh. Bài đầu tiên là bài tôi. Thì trong cái quyển sách đó anh cũng có nhiều bài trong đó. Trong những cái bài của anh viết anh thích nhất bài nào? Cái bài trong này đó thì tôi tựa đề Tự Do Biển Máu, và trong bài tôi có một câu tôi đã viết là Biển Đông đã chiêu vùi nhiều người sau 30 tháng 4 75, nhưng biển nhuộm màu máu đỏ thì vẫn xanh và vẫn đẹp hơn màu đỏ của chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam. Thì
khâu đó là cầu mà tôi thích nhất là bài vượt biên này về phương diện chính trị. Cái bài nào thích nhất ấy, thì trong cái cuốn Tự do trên biển máu trước thì là cái bài mà tôi viết về vượt biên của tôi, cái bài dài nhất trong này. Còn từ bạn Nguyễn Houston thì tôi có người thích về chính trị, có người thích về bút. Nhưng mà theo anh kìa, anh viết rất là nhiều bài trong cái quá trình mà mình nói từ từ. Thứ nhất, cái đề tài nào anh thích viết nhất, tức là về chính trị, về xã hội, văn hóa hay là y khoa, cái đề tài nào mà anh thích nhất khi mà anh viết, mà anh viết tức là không cần phải suy nghĩ. Thứ nhất tôi là viết chính trị. Ok, thì nói về chính trị. Thì chính trị đó, thật ra nó là một cái đề tài khó viết. Mình viết chính trị mà để mọi người đọc, nhiều người đọc là vấn đề khó lắm. Khi mà tôi viết thì vợ tôi nói nếu mà anh mà viết chính trị không ai đọc hết, nhất là đàn bà không ai đọc. Nhưng mà khi ra mắt sách ở trụ sở Người Việt thì có hai bà đi tới chỉ mua cuốn sách về chính trị thôi, không chịu mua cuốn sách về bút. Thì tức là mình viết chính trị có cái hấp dẫn khác hơn người khác. Thứ nhất á, là mình nhìn cái chính trị nó trên nhiều bộ mặt. Stephen Yeo, luật sư, biết mình cãi cho người khác hay bất cứ vấn đề nào đấy, cái vấn đề nó không có dạng gì giống như mình nhìn một cái sự kiện chính trị nó xảy ra rồi đó, thì mọi người nhau ra, ít người tìm hiểu những cái phát kỹ, người ta chỉ đứng một bên thôi. Lúc sau này nhiều người đọc về Nguyên là tại vì khi mà có vấn đề xảy ra đó thì người ta đọc được nhiều bộ mặt và nhiều sự kiện hơn. Chính trị nó ở bên ngoài nó như vậy, nó trình bày như vậy ánh sáng, nhưng mà cái phần tối của nó quan trọng, cái phần mà hậu trường chính trị quan trọng. Những cái bài mà tôi viết á, người ta không đọc được những cái viết khác. Viết Stephen Yeo đọc rồi thấy có những cái điều đình phía bên sau, bên trong có những đằng sau bộ mặt đó, nó mới đưa ra những cái chuyện chính trị đó. Thì tôi thích viết chính trị, tôi thích về những chuyện đó, và tôi có cách kiếm những tài liệu như vậy. Nên viết mình giống như ông Bò Phiến nói đó, là mình phải đi nhiều, mình đọc nhiều, mình viết nhiều thì mình viết hay được. Về phần chính trị đó, nó có phần quan trọng nữa là mình phải có nhiều connection, mình phải quen được nhiều người ở trong cuộc thì mình viết hay được. Trong cái những phần chính trị tôi viết nhiều về bài về Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75, sở dĩ mình viết được là tại vì mình có nhiều cái liên hệ với những cái nhân vật. Về cái cuộc sống ở bên Mỹ này, mình có thể nói một tí về vấn đề tâm linh. Cuộc sống rất là vật chất, bon chen, bô sổ, đi làm, đi về có gia đình, nhà chỗ con cái. Cái vấn đề vật chất thì luôn cũng đi qua hết tất cả những cái vấn đề, đi kiếm tiền, đi kiếm ăn. Thì anh có thể cho biết và chia sẻ về cái vấn đề tâm linh của một người Việt bị nạn qua đây đi làm đầu tắt mặt tối và lại lo cho dân, thì cái vấn đề tâm linh anh có thể chia sẻ một tí cái đó về cho khán giả. Tâm linh là vấn đề bây giờ nó còn là sôi nổi, không chỉ những người Việt Nam mà đối với người Hoa Kỳ nữa. Người ta bắt đầu quay vào vấn đề tâm linh mà đi về vấn đề tâm linh. Bằng chứng đó là bây giờ mình nhìn ở chùa chiền và nhà thờ mọc đầy lên hết. Thành ra trong bài viết tôi có nhiều bài viết về tâm linh, nhiều bài viết về tôn giáo. Mình thấy cái điểm nào mà mình hay về tôn giáo, những cái điểm nào mà nó thời sự về tôn giáo nhưng mà nó ảnh hưởng tới chuyện tâm linh người Việt Nam, ảnh hưởng tới tâm thần người Việt Nam, thì lúc đó tôi biết. Và tôi nghĩ là bây giờ cái phần đó là cái phần được mỗi người trong gia đình Việt Nam chú trọng. Sau khi mà đã ổn định về vật chất rồi thì người Việt Nam ở đây lo chuyện về tôn giáo và tâm linh nhiều hơn. Cũng chuyển về vấn đề tâm linh trước. Còn về phần viết thì trả lại câu hỏi của Stephen Yeo, thì cái bài mà tôi hài lòng nhất là cái bài kể là autobiography, tự mình viết lấy cái tiểu sử của mình. Nhưng mà qua cái dạng tùy bút, là cái bài Cha tôi và những mùa hè năm tháng cũ. Tôi viết về những kỷ niệm về Father Day, lúc đó Father Day. Và cái bài thứ hai tôi thích nhất vẫn là những bài Vũ Lan viết về mẹ.
Nói chung độc giả của tôi thì có hai thành phần rõ ràng, một thành phần giữ Steven Yeo thích chính trị, những thành phần khác thì lại thích tùy buộc. Thành ra nó có một cái, nó cũng có cái chuyện quả lăng trong những biểu cách của mình. Một cái vấn đề nữa mà những người ở hải ngoại, nhất là những người về cái vấn đề văn chương, về văn nghệ, thì có nhiều người nói rằng là tại vì qua bên đây cái đời sống rất là sâu bồ, bon chen phải lo kiếm ăn, thành ra khi mà họ viết bài, họ viết văn, họ viết nhạc, nó không còn có cái hồn nữa. Thì anh là một nhà văn, anh viết, anh có bị ở trong cái khúc mắc của cái vấn đề đó, tức là ở Việt Nam anh viết thì những cái bài văn hay là những người mà về văn nghệ viết những bài nhạc nó rất là có cái hồn của cái bài nhạc đó, nhưng mà khi qua đây rồi những người nhạc sĩ đó, những người nghệ sĩ đó, họ viết những cái bài nhạc nó không có cái hồn như là một người Việt Nam ở cái xã hội Việt Nam, ở nước Việt Nam viết. Thì anh có bị ở trong cái trường hợp là khi mà anh viết những cái bài văn về tùy bút, chứ không phải về chính trị mà về vấn đề văn hóa xã hội, anh có bị vô một cái trường hợp mà kêu là viết mà nó không có hồn, cái bài viết nó không có cái hồn? Viết có hồn hay không có hồn, cái đó là cái tùy cái người đọc nhận định. Thật ra tôi cũng không thể nào nhận định những người viết khác. Nhưng mà anh có bị trong cái thế đó không? Nhưng mà viết là cái chuyện, tôi nghĩ trong chuyện sáng tác viết là một trong những chuyện khó khăn nhất. Mình chọn đề tài là viết, mỗi hai tuần mình chọn cái đề tài viết là đã khó rồi, và khi mình đặt bút xuống đó, để mình viết như thế nào nó cũng là chuyện khó rồi. Tôi có cái may mắn là khi mà tôi chọn về chuyện thời sự, tại là cái chuyện thời sự lúc nào mình cũng bắt kịp được, nếu mà mình chịu khó đọc, nếu mà mình chịu khó nghiên cứu đó thì mình cũng viết được, thì tôi bớt được cái khó khăn đó hơn đối với người khác. Còn tùy bút cũng vậy, cứ mỗi 2-3 tháng thì tôi thấy tùy bút mùa xuân, tùy bút mùa hè hay như Faraday, Bulan, thì mình sống tới chừng này tuổi mình có nhiều kỷ niệm cũ mình có thể viết được. Anh thì trong cái nghề viết văn của anh thì anh cũng gặp rất là nhiều nghệ sĩ và những nhà văn khác. Anh có thể chia sẻ những cái cảm tưởng của những người đó khi mà họ ngồi tâm tình với anh, là họ có nói rằng là có cái sự khó khăn khi mà cố gắng viết một bài nhạc ở bên Mỹ này, thay vì rất là dễ dàng viết một cái một bài phần nhạc là mình, hay bên ở Việt Nam mình cũng thiếu độc giả, cái thiếu khán giả, thiếu người nghe. Nên nhiều khi mình viết á, người ta cảm thấy người ta viết một cái bài hay nhưng mà lại ít người đọc, ít được phổ biến, cái đó là cũng là một cái chuyện để làm cho người ta bớt cảm hứng. Tôi thì tôi quen, ví dụ bây giờ mình nói chuyện như ông Trọng Kim chẳng hạn, hay bây giờ phía nhà báo chẳng hạn, nhiều người vẫn còn thích viết báo, vẫn thích làm báo. Nhưng cái tình trạng bây giờ, tình trạng internet, tình trạng báo điện tử, thì đó thì cũng có những cái khó khăn đó làm cho người ta cảm thấy ngần ngại, cảm thấy phải đặt câu hỏi tại sao mình còn phải viết, tại sao mình còn phải ra báo. Hay là những nhà thơ như Du Tử Lê chẳng hạn, Du Tử Lê là một nhà thơ nổi tiếng nhưng mà không thể kiếm ăn được bằng cái chuyện viết thơ hoàn toàn, nên chuyện đó làm cho trở ngại và chán nản. Thật ra họ khi mà họ viết những bài thơ hay là viết những bài nhạc, những bài văn, nó không còn có mình kêu là không còn có cái linh hồn như là những cái bài mà trước khi mà họ là bỏ hết thì giờ và cái môi trường của nó khác đi. Nó có một cái chuyện này là cái hồi trong thời kỳ chiến tranh 1975 đó, thì thời kỳ chiến tranh nhưng mà là cái thời kỳ mà mình sống nhiều nhất và mình có hồn nhiều nhất. Cái năm 1968 là mình ra đời rất là nhiều người, từ Công Phụng, Võ Thành An, rồi Trịnh Công Sơn, Ngô Thị Miên, đủ hết. Thì cái không khí chiến tranh đó lại là một cái không khí để làm văn nghệ tốt nhất. Như vậy nếu mà ngồi nghĩ lại, thì tức là lúc đó cái môi trường, cái cảm hứng á, cái chiến tranh lại cảm hứng lớn. Qua đây những giai đoạn đầu thì những giai đoạn khó khăn, giai đoạn đầu tiên đó, cái nhu cầu của người Việt Nam cái thời đó, người ta cũng có cái nhu cầu đọc và nghe,
Còn bây giờ bắt đầu vào hẳn trong cái dòng chính, vào hẳn về cái xã hội Hoa Kỳ rồi. Rồi con cái lớn hơn nó không biết thưởng thức những chuyện đó, thành ra những chuyện đó cũng là một cái trở ngại cho cái cảm hứng của người Việt và người đặt nhạc. Và một cái vấn đề nữa là bởi vì nói về viết những bài văn, bài thơ hay là nhạc mà tiếng Việt thì cái sự hưởng ứng của người Việt ở hải ngoại nó không còn nhiều như ngày xưa, là bởi vì cái con số của tụi trẻ lớn lên bây giờ tụi nó đọc tiếng Anh hết, thì nó không có bỏ nhiều thời giờ đọc tiếng Việt và họ không có thưởng thức được cái đó. Bởi vì có nhiều khi những cái bài văn hay những bài thơ rất là hay, nhưng một người không có một cái linh hồn ở trong đó, họ đọc cái đó họ không có thấy được để mà cảm nhận cái vấn đề đó. Cái đó là một trong những lý do lớn đến bây giờ. Nhưng mà tôi không có thể đại diện được những cái không thì cái cảm nghĩ của anh như thế nào? Thì hồi nãy nói như Steven Yeun rồi đó, tất cả mấy anh em bây giờ cầm bút đều thấy trở ngại. Nhưng mà mình cũng vẫn có một cái lý do để cầm bút, cũng vẫn có những lý do để làm bài, và vẫn có những cái nhu cầu để giúp mọi người truyền đạt. Bây giờ mình chuyển đề tài qua một tí về cái đề tài chính trị. Và chính trị thì đương nhiên mình có thể muốn nói về cái dân chủ hóa nước Việt Nam. Hôm nay là tháng 2, 27 Tây năm 2011. Để cho cái thế hệ trẻ khi mà họ nhìn cái này, họ coi lại cái lịch sử hiện tại trong cái buổi phỏng vấn này, là có một cái phong trào cách mạng Hoa Lài diễn ra trên thế giới này, và đặc biệt nhất là ở Trung Đông. Những nhà cầm quyền độc tài 30 năm, 40 năm, và cái số người mà làm cái cách mạng Hoa Lài này là đại đa số là số trẻ, muốn đòi hỏi cái tự do và dân chủ cho nước của họ, và họ cũng đang thành công rất là rực rỡ. Và cũng có những nước họ phải trả một cái giá rất là đắt về sự hy sinh của dân chúng. Nước Việt Nam hiện bây giờ năm 2011 thì vẫn nằm ở trong cái chế độ cộng sản độc tài. Khi mà nói chữ cộng sản thì cái định nghĩa của cộng sản có nghĩa là độc tài và đàn áp dân chúng. Thì anh có cái cảm nghĩ gì về cái cuộc cách mạng Hoa Lài và một cái chiến dịch Hoa Lài có thể lan tràn qua nước Việt Nam và có thể thay đổi một cái gì trong cái chính quyền cộng sản Việt Nam hay không? Cái nhìn của tôi là cái nhìn khác mọi người nhé. Cái bài sắp tới tôi sẽ viết về cái phong trào bất bạo động trên thế giới. Cái cuộc cách mạng mình nhìn kỳ rồi đó là những cuộc cách mạng bất bạo động. Người ta cũng hỏi tôi giống như Steven Yeun là tại sao bên Á Châu không có những cuộc cách mạng để mà thay đổi chế độ. Bây giờ mình chưa biết cái cách mạng nó sẽ đi về đâu. Những cuộc cách mạng ở phía châu chưa về đâu. Nhưng mà nhìn kỹ đó, nó không phải là cách mạng Trung Đông như mình nghĩ đâu. Cái cuộc cách mạng kỳ này nó rất là phức tạp. Thứ nhất á, ở bên Tunisia đó là một cái cách mạng của những người xứ thuộc địa của Tây. Bao nhiêu năm rồi hai cái xứ mà người ta không hề nghĩ là có cách mạng. Thứ nhất là Egypt, Ai Cập, và thứ nhì là Tunisia. Tunisia là một cái xứ mà kêu là police state, cảnh sát trị. Nó nghĩ là không ai có thể thay đổi được, và Tunisia là thay đổi. Nhưng mà Tunisia là một cái xứ thuộc địa của Tây. Cái Egypt đó là hồi xưa là cái xứ thuộc địa của Mỹ. Rồi bây giờ Egypt trở thành một cái xứ độc tài, giống như Philippines hồi xưa đó, Mỹ cần Mubarak. Thành ra 95% tiền về Ai Cập đó là từ Mỹ qua. Cho nên sự thay đổi của một cách mạng ở Ai Cập là cuộc cách mạng thay đổi Mubarak. Cuộc cách mạng nó cũng là thuộc một phần phi châu. Cái cách mạng mà người Mỹ không có kiểm soát được là ở Yemen bây giờ. Là tại vì Yemen nó là một cuộc cách mạng, nó có cái thành phần Akida và thành phần Islam gì thôi. Cái cách mạng ở chỗ đó là cách mạng làm cho người Mỹ suy nghĩ nhiều nhất. Và tại nếu cách mạng nó thành công đó thì cuộc chiến tranh chống khủng bố của Mỹ đó nó sẽ đi vào một con đường khác. Cái cuộc cách mạng ở Libya là một cuộc cách mạng thử thách của người Mỹ đối với cái chế độ độc tài ở phi châu sau khi ba cách mạng kia đó.
đã thành công thì liệu Libya có thành công không? Nhưng mà Libya nó khác là tại vì Libya nó những cái tiền bên Phi Châu lúc sau này đó, tiền mà về đầu tư đó, nó đi từ bên Tàu, bên Trung Cộng nhiều nhất chứ không phải bên Mỹ. Yeah. Nếu mà nhìn những cái cuộc mà những cái cuộc di dân nó di tản đó, thì thấy không? Người Tàu người ta tụi Trung Cộng đưa qua 12.000 người đi, trong khi Mỹ chỉ có 100-200 nhân viên. Yeah. Thành ra cái mỗi cái xứ nó khác, nhưng mà tức là cái khối Phi Châu nó xong rồi, cái khối Đông Âu xong rồi. Còn cái khối Á Châu đó, mình khi mình đặt vấn đề là tại sao Á Châu chưa có cách mạng. Thật ra Á Châu đã có cách mạng từ lâu rồi, nhìn lại tất cả những xứ Á Châu đều tự do hết. Tất cả xứ Á Châu đều là xứ dân chủ hết, từ Indonesia xuống, trừ những xứ cộng sản lúc sau này là Trung Cộng, Việt Nam, Campuchia và Lào. Yeah. Bên Á Châu đó thì là Philippines cũng đã qua một cái cuộc cách mạng và được bây giờ dân chủ. Rồi sau đó thì Nam Dương. Thì đó. Rồi, nếu mà mình nhìn lại tất cả Á Châu đều có dân chủ hết, nào là Nam Hàn, Đài Loan hết. Thành ra những vấn đề đặt cho Việt Nam với Trung Cộng bây giờ nó giống như là ông viết sử Tony Judge viết về Âu Châu đó, là bây giờ những cái business còn sót lại. Rồi nhưng mà bây giờ người Việt đang đợi thôi, và hồi xưa cái hồi mà Thiên Mô người ta cũng đợi, lại thời đứng đằng sau lưng đó. Người Mỹ có thật tình hay không? Thiên Ân Môn nửa chừng thì người Mỹ bỏ. Sau Lý Quang Diệu đi lên chương trình I Like được, còn phải nói là cái ông George Bush đó, lúc đó ông bỏ. Giống như ông George Bush đã bỏ một cái lần Iraq, phản bội tụi Bush, tất cả những Bush ở vùng Iraq bị Saddam Hussein giết hết. Thì bây giờ vấn đề đặt ra là bây giờ người Mỹ có rảnh tay ở Trung Đông, người Mỹ có rảnh tay ở Phi Châu chưa mà để nói chuyện tới Việt Nam. Cái chuyện đó là chuyện thực tiễn nhất. Ngày hôm nay khi mà mình nói chuyện thì tất cả những người đối lập từ Việt Nam cho tới bên Trung Cộng đều bị bắt hết, trong đó có bác sĩ Nguyễn Đăng Quế với những thành phần chống đối. Nhưng mà khi mà anh nói tới cái môi trường mà nó tạo ra một cuộc cách mạng hoa lại là của cái nước Tunisia, thì anh nói nước Tunisia cũng là một cái nước đã tất trận năm về thuộc tất địa. Tất cả nó có chung một cái điều này, nó có thật cả chung điều này là thành phần trẻ chiếm đa số. Như Việt Nam bây giờ thành phần trẻ là 60%. Cái đám già mà như mình nó không có nói chuyện cách mạng. Nếu mà ngồi thật sự nói nhau, những người đi ra ngoài này không làm cuộc cách mạng, nhưng cuộc cách mạng là những cuộc cách mạng của những người thống trị và những người bị trị. Hồi đó cái tên mà cộng sản mà nổi nhất là Lenin nói câu đó, thì bây giờ Lenin bây giờ và những đàn em của Lenin bắt đầu phải gánh chịu thấy cái chuyện đó giữa người thống trị và người bị trị. Khi mà còn thống trị và bị trị nặng đó thì có cuộc cách mạng. Tất cả những cái điểm đó đều có ở Việt Nam hết. Người ta đặt cao vấn đề Internet, vấn đề Twitter, nhưng mà thật ra hồi xưa khi mà mình chưa có những cái phương tiện đó thì cũng đã có những cuộc cách mạng. Những cuộc cách mạng từ 1979 bên Pháp, hay những cuộc cách mạng khác bên Tàu. Bên Tàu lúc nào nó cũng có nội loạn và cách mạng hết. Nhưng mà khi mình so sánh cái nước Tunisia và cái lịch sử của nước Tunisia và nước Việt Nam, thì hai nước cũng là có một cái kinh nghiệm là thuộc địa của nước Pháp. Nhưng mà Việt Nam với Tunisia khác nhau. Trung Cộng với Việt Nam, Việt Cộng bây giờ đó, nó khác với nước khác. Là nó có chế độ độc tài nhưng mà nó không có một tên độc tài để người ta nhắm vào. Bên kia có Gaddafi, bên kia có Mubarak. Bên Tunisia có Anberi. Trong khi đó bên này nếu mà mình thấy rõ ràng là cái chế độ cộng sản Việt Nam đó, nó là một chế độ độc tài, nhưng mà bây giờ nhìn vô cái thằng nào độc tài thì không ai nói được hết. Mà nó còn độc hại hơn là mấy xứ khác. Bên như kia Kim Nhật Thành. Kim Nhật Thành đưa con lên 29 tuổi làm tướng thay thế. Trong khi bên này đó, tất cả những tên cầm quyền bây giờ đưa con vô cái ủy viên chính trị, bộ chính trị. Nó còn độc hại hơn mấy kia nữa, nhưng mà người ta chưa nhắm được một cái yếu tố nội chính. Rồi thì bây giờ Việt Nam, những người lãnh đạo đó phải đặt vấn đề để mà thay đổi thôi. Thì coi như là Việt Sớm Nam... Sớm hay muộn phải thay đổi. Việt Nam thì đi theo một cái chế độ... Môi trường Trung Quốc, mô hình Trung Quốc. Mô hình Trung Quốc và đi là đảng là trên hết. Đúng. Thì cũng như anh nói, đảng thì tức là không có một người đứng đầu lãnh đạo. Nhưng mà giống như cái chế độ phong kiến, tức là vua chúa thì cái là chế đảng. Độ cái chế độ đó nguy hiểm hơn cái chế độ độc tài mà một cá nhân.
cái chế độ Việt Nam với chế độ Trung Cộng bây giờ là một cái chế độ mà không có lối thoát. Thì anh nghĩ rằng là trong tương lai gần đây, cái chế độ độc tài cộng sản đó có thể thay đổi và bị lật đổ hay không? Có, tôi vẫn tin là có. Và vì chính cái niềm tin đó mà mình sẽ tiếp tục viết báo, sẽ tiếp tục. Và khi mà bây giờ anh ở đây mình nói về cái vấn đề y khoa, trước hết mình hỏi coi anh có về Việt Nam chưa? Tôi về lâu lắm, về trước khi Việt Nam mở cửa là năm 95. Ok, và bây giờ anh cũng hay đi về thường hay không? Bây giờ thì từ hồi đó tới giờ không về, mình có nhiều chuyện mà không về. Nhưng mà chuyện y khoa bên Việt Nam thì mình vẫn theo dõi, vẫn vẫn bạn bè vẫn bên đó. Và anh có thể chia sẻ bây giờ cái ngành y khoa ở Việt Nam và những cái nhà thương, những người bác sĩ ở nước Việt Nam hiện bây giờ so sánh với lại năm 1975, đương nhiên là cái kỹ thuật máy móc tối tân và cái nền văn minh y khoa cũng cao hơn. So sánh với những cái gì anh biết bây giờ và những cái mà anh theo dõi bên nước Việt Nam, anh có thể cho biết cái tình trạng y khoa hay là cái vấn đề y tế ở nước Việt Nam hiện bây giờ năm 2011 có, so sánh với những cái nước ngoài? Nó có hai, mình khi mà mình nói chuyện thì có y khoa và y tế. Cái ngành y tế và cái y khoa Việt Nam bây giờ tiến bộ, bây giờ đã cho đi qua đại học. Cái hồi năm 1993 đó đã có nhiều người Việt Nam, rồi sau 95-97 được tôi giúp đỡ đi qua đây. Và bây giờ ví dụ như bệnh viện MD Anderson nó có nhiều bác sĩ trẻ Việt Nam ở trong đó học lắm. Người ta không được học hết, nhưng mình ta qua 3 tháng, 6 tháng thì cũng học được nhiều cái mới. Bây giờ máy móc như MRI thì Việt Nam cũng có. Nhưng mà cái ngành y tế đó thì nó cũng nằm chung ở trong cái xã hội Việt Nam bây giờ. Tức là và nó là một thứ business, trong đó cũng có tham nhũng đủ hết. Người bệnh nhân phải có tham nhũng, phải đưa phong bì, cũng phải chạy trọt thì mới được bác sĩ điều trị. Còn nói về riêng cá nhân bác sĩ thì bây giờ bác sĩ kiếm ăn, cái thời tôi những bác sĩ cũ đó thì giờ người ta giàu lắm. Okay. Tức là cái vấn đề mà bác sĩ trẻ ra trường thì gặp khó khăn nhiều. Yeah. Mình nói về cái vấn đề y tế, theo cái sự tìm hiểu của anh và theo dõi cái nền y tế ở nước Việt Nam thì anh nghĩ dân chúng đồng bào Việt Nam và nước Việt Nam có một cái bộ y tế tốt để mình giúp đỡ dân chúng về cái vấn đề bệnh hoạn. Y tế với bộ y tế với lại những cái sở y tế thì tệ lắm. Dạ, anh có thể chia sẻ những cái vấn đề đó. Tại vì nói chung là tham nhũng liên hệ tới y tế và lan tràn tới y tế. Người bệnh muốn được chữa bệnh phải có phong bì, người bệnh ngay cả khi mà muốn ra bệnh viện cũng phải có phong bì. Tiền nó vẫn là vấn đề trên hết, giống như những ngành khác. Và cái vấn đề mà chính quyền là tức là bộ y tế có giúp đỡ dân chúng về cái vấn đề giả sử như có nhà thương công để cho người dân nghèo có thể đi trị bệnh, tức là chính quyền có bỏ một số tiền ra để mình giúp đỡ dân chúng về cái vấn đề bên cái quỹ y tế công thì nó kém. Bây giờ Việt Nam cũng có những cái bảo hiểm y tế, rồi người ta cũng bị tham nhũng, cũng bị lợi dụng trên cái chuyện mà bảo hiểm y tế. Một người nghèo hay một người mình kêu là đủ sống ở Việt Nam mà khi họ bị bệnh hoạn, họ có bây giờ người ta cũng phải đi kiếm bác sĩ tư, người ta không vô nhà thương không, tức là Việt Nam tư thì nó bây giờ tốt. Nhiều bệnh viện tư mở ra, ví dụ như bệnh viện Pháp Việt hay là những bệnh viện tư mà do của các bác sĩ mở ra bên Việt Nam cũng nhiều. Nhưng mà nếu mà mình khá giả thì y tế vẫn tốt hơn, và những người nghèo vẫn không được săn sóc như những nước khác. Anh muốn biết thì mình cứ đi lên những cái website đó, tờ báo trong nước thì ai cũng thấy. Y tế là những chuyện bây giờ, y tế với giáo dục là hai chuyện đáng buồn nhất ở bên Việt Nam. Cho nước Việt Nam. Thì về y tế của nước Việt Nam, theo cái sự nhận xét của anh thấy đó, chính quyền Việt Nam có bỏ và chú trọng rất là nhiều về cái vấn đề phân hóa và vấn đề y tế
tức là vấn đề giáo dục và y tế cho đồng bào Việt Nam này không? Trên giấy tờ thì lúc nào đảng cũng có, nhưng mà trên thực tế thì tất cả bác sĩ bên đó với trong ngành y tế và giáo dục đều thấy là không có. Anh có những cái ước nguyện gì cho người Việt Nam ở đây, cho cái cộng đồng Việt Nam hay là cho người Việt Nam, nước Việt Nam? Hôm nay nói chuyện bảo tồn văn hóa thì mình chỉ hy vọng là cộng đồng Việt Nam vẫn còn giữ được cái tinh thần bảo tồn văn hóa. Bảo tồn văn hóa của người Việt Nam nó dạng dị lắm, trên kính dưới nhường, nhường nhịn nhau một chút xíu. Lúc mà mới qua hồi năm 75 đó, còn ít người Việt Nam đó, thì mình hy sinh, rồi mình nhường nhịn nhau, mình giúp đỡ nhau. Giờ tôi chỉ mong cái tinh thần đó nó vẫn còn giữ vững cho tới bây giờ. Mặc dù bây giờ mình khá giả hơn, thì bây giờ vẫn còn giữ cái tinh thần đó. Ngày... Mà bây giờ cái tinh thần đó thì tôi thấy nó lung lay trong cộng đồng. Còn về Việt Nam thì dĩ nhiên là cái ước muốn của mình cũng giống như ước muốn của những người khác. Mình muốn một ngày nào đó Việt Nam có một cái chế độ dân chủ. Khi mà anh nói về cái cộng đồng người Việt Nam ở đây thì Steven cũng hỏi anh một vài câu này. Ngày xưa khi mà chúng ta mới qua Mỹ thì ở rờ rạc gặp một cái người Việt Nam, hay là đi học hay là đi làm gặp một người Việt Nam thì rất là vui, như là gặp một người đồng hương. Thì cái tâm trạng đó không còn nữa, bởi vì bây giờ đi ra ngoài đường Việt Nam quá xa trời, không có còn có một cái sự vui thú như là một cái tình anh em, một cái tình nghĩa gì đó. Khi mình gặp một cái người lạ mà người đó là Việt Nam mà họ nói tôi là người Việt Nam thì rất là mừng, rất là vui vẻ, như là gặp được người bà con rất là lâu mới gặp lại. Bây giờ thì trong cộng đồng người Việt chúng ta thì tụ tập rất là nhiều, cái cảm giác đó nó không còn nữa. Cái cảm giác nó vẫn còn chứ, nếu mà còn nói nữa. Không còn nữa, nó không còn được như hồi xưa. Mà nó dạng dị nhất, như hồi xưa tôi ở trên Cleveland, Ohio đó một năm, ít có Việt Nam lắm, có 2-3 người Việt Nam thì thương nhau lắm. Cuối tuần đó mình vẫn khi mà anh gặp thì rất là vui, gọi nhau ăn. Nhưng mà khi mình xuống tới California đó, xuống tới Orange County, thủ đô tị nạn, thì xuống đó là mình đã thấy cái giá trị của mình nó bớt rồi. Thấy người Việt Nam người ta không có vui bằng. Thì bây giờ mình đã đi qua tới tình trạng đó, nhưng mà nếu mà mình nói không còn nữa thì tôi nghĩ mình nói cũng hơi quá. Tức là mình không còn được như hồi xưa. Thế cái gì mà nó nhiều thì nó không có quý nữa. Một cái vấn đề nữa là trong cái buổi nói chuyện hôm nay, anh có một cái gì mà anh muốn chia sẻ mà hồi nãy tới giờ anh chưa có chia sẻ, hay chưa có cơ hội để anh chia sẻ? Một cái vấn đề gì mà anh cảm thấy là rất là quan trọng cho thế hệ sau, cho những người mà nghiên cứu về lịch sử của những người tị nạn và cái cuộc sống của một người tị nạn qua nước Mỹ này, mà hồi nãy giờ mình chưa có nói chuyện, chưa có đề cập tới, mà anh cảm thấy rất là quan trọng mà anh muốn đề cập tới? Tóm lại về phương diện văn hóa thì tôi chỉ nghĩ cái chuyện quan trọng thứ nhất đó là cha mẹ để dành nhiều thời giờ cho con em. Thứ nhì đó là cộng đồng, bỏ nhiều thời giờ hơn về chuyện nói chuyện về văn hóa giáo dục hơn là những chính trị bên Việt Nam. Thật ra đó là mình qua đây 35 năm rồi, hơn rồi, thì bây giờ mình phải lo cho cộng đồng mình nhiều hơn là mình lo cho cái cộng đồng của Việt Nam. Mà từ càng ngày đó thì mình sẽ cảm thấy chuyện đó. Cái thế hệ mình già là mình cần những cái chuyện được sinh hôn, cần những chuyện săn sóc sức khỏe hơn là mình đi lo những cái chuyện săn sóc sức khỏe bên Việt Nam. Ngoại trừ là mình vẫn còn có gia đình, có thân nhân bên đó, thì dĩ nhiên là bộ phận của người Việt Nam mình vẫn lo chuyện gia đình. Nhưng mà nói chung đó thì mình cũng phải thay đổi theo cộng đồng. Thì cái thứ ba nữa đó là mình nên chú trọng với thế hệ trẻ hơn. Thật ra là nó lúc nào nó cũng muốn quay về nguồn, chứ không phải là nó chỉ bây giờ nó giỏi tiếng Mỹ, nó có bạn Mỹ và nó sống hẳn trong thế hệ Hoa Kỳ đâu. Nó cũng có những cái nhu cầu mà cái cộng đồng của người Việt mình đó có thể cung cấp cho nó. Thì nếu mà Steven hiểu, anh đề nghị rằng là những người Việt Nam ở hải ngoại này nên bỏ nhiều thì giờ thêm một tí để mà xây dựng cái cộng đồng của mình đang sống ở đây để cho nó tốt đẹp hơn, và dành nhiều thì giờ
chú trọng về cái thế hệ trẻ, tức là con cái mình, phải không? Đồng ý với Stephen. Còn một cái vấn đề gì nữa mà anh có thể muốn chia sẻ về cái kinh nghiệm của anh là một người Việt, một người bác sĩ tị nạn tại nước Mỹ này? Tôi chỉ muốn nói một chuyện mà chắc ai cũng đồng ý hết, là vấn đề như thế này: lúc nào mình cũng có cái tự hào về cái nền văn hóa và văn minh của Việt Nam. Đi ra ngoài mình vẫn còn thấy thua những nước khác, hay thua những quốc gia khác. Nhưng mà chính vì cái tự hào đó mà người Việt Nam mình hồi năm 75 đi qua đây đó đã được thành công. Và những cộng đồng của Việt Nam từ California qua tới Texas, qua tới những nơi khác đều thành công và đều được những người Mỹ ghi nhận. Và chúng ta những người di dân đã thành công, những người di dân có được cái thế hệ đầu tiên đi vào những trường đại học lớn như Harvard, Việt Giang. Trong cái vấn đề văn hóa và phong tục của nước Việt Nam, thì đương nhiên bất cứ một cái xã hội văn minh nào, bất cứ một cái nước nào đều có một cái phong tục và một cái văn hóa đó. Là một cái người Việt tị nạn ở đây, và bây giờ cái giới trẻ nó lên, người ta hay dùng cái chữ là bị Mỹ hóa, tức là từ từ nó sống theo cái phong tục của người Mỹ. Thì anh cảm thấy cái phong tục người Việt Nam, cái nào mình nên giữ lại và khuyến khích con em mình, tức là những đứa trẻ được sinh ở nước Mỹ này, nên giữ những cái phong tục đó? Đương nhiên bất cứ một cái nước nào đều có cái phong tục hay, phong tục không có hay. Thì đối với anh, cái cảm nghĩ của anh, mặc dù câu hỏi hơi bất ngờ một tí, nhưng mà anh có thấy một cái phong tục nào của người Việt Nam rất là tốt mà cho gì? Nó rất là giản dị. Nếu cộng đồng Việt Nam thì mình đừng có dùng những chữ đao to bố lớn, rất là giản dị. Trên kính dưới nhường, trên kính dưới nhường, trên kính dưới nhường, lúc nào cũng đúng. Và rồi mình quanh quả cũng lại những chuyện ngay tôi biết cũng vậy, mình cũng không đánh được công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Nó chỉ có chuyện đó thôi, là phong tục người Việt Nam. Phong tục người Việt Nam. Và tôi nghĩ là ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể giữ được. Còn những cái phong tục nào chúng ta nên bỏ đi? một cái vấn đề đó là nước Việt Nam luôn luôn là cũng tôn trọng phái nam mà có vẻ khinh thường phái nữ. Tôi nhưng mà chuyện đó nó không đặt vấn đề khi mà mình qua đây nữa. Qua đây mình phải đặt ngược lại. Yeah. Nhưng mà thật sự nước nên kính trọng, được kính trọng hơn chút xíu. Không, nhưng mà anh biết rằng là mặc dù là cái đó là một cái mà nó phong tục tập quán, tức là trọng nam, nhưng mà thật sự tất cả những người nam, những nhà lãnh đạo, những người nổi tiếng nước Việt Nam mà thành công, khi mà hỏi làm sao anh thành công, tôi nhờ má tôi, má tôi là người hướng dẫn, hay là mẹ tôi là cái người hướng dẫn tôi về vấn đề tinh thần, vấn đề đạo đức và vấn đề văn hóa luôn. Tức là người mẹ, chuyện đó là chuyện mà mình đặt trong Việt Nam hiện giờ, chứ còn tôi thấy qua Mỹ thì nó cũng thay đổi nhiều lắm. Anh có thể tôi chia sẻ. Tôi thấy cái vấn đề đó dịp bây giờ không đặt ra nữa. Tôi nói đùa Steven Yeo, nhiều khi mình cũng phải đặt ngược lại nữa. OK, thì bây giờ cũng đã hết giờ. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Tuệ đã chia sẻ tất cả những cái vấn đề cuộc đời của bác sĩ từ lúc ở Việt Nam qua tới đây, và trải qua những cái kinh nghiệm và những cái học hỏi để mình chia sẻ cho thế hệ sau. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn Steven Yeo và cảm ơn Ủy ban Bảo tồn Văn hóa. Cảm ơn quý vị.